Chào bạn Lưu Minh Mạnh Hào nhờ Chào bạn Quang Sơn Ok Các bạn vào đi Vào đi hôm nay chúng ta sẽ live stream để chữa một cái đề rất hay Đề thuộc trường của top 1 Hà Nội rồi nhá Chào tất cả các em <laughs> Vào đi các em ơi <laughs> chúng ta sẽ cùng giao lưu với nhau một chút nhá chúng ta sẽ cùng giao lưu với nhau một chút trước khi mà chúng ta sẽ bắt đầu Chưa? Các bạn vào đấy nhá. Hôm nay thì uh, vẫn như thường lệ thôi nhá. 500 bạn chúng ta sẽ bắt đầu. 500 bạn. Đấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu nhá. 500 bạn chúng ta sẽ bắt đầu nhá, 500. Bạn nào đã xem thì chúng ta nhớ nhanh tay chúng ta share về giáo thầy nhá. Các bạn giờ uh, share nhanh đi đề này đề cũng khá là hay đề này đề khá là hay của trường Kim Liên Hà Nội thì không biết là các bạn ở tỉnh khác các bạn có nghe đến tiếng của trường Kim Liên Hà Nội không nhưng mà thầy đã nhận định là cái đề này đề rất hay đó. <laughs> lớp 18 tuổi đúng rồi ui trời ơi các bạn đã đã biết ở cái lớp 18 tuổi này <laughs> đã nhìn thấy ngay luôn đúng không lớp 18 tuổi link đề ở trên rồi nhá link đề đã trên ở trên sơn đấy chúng ta đã có hết rồi nhá hôm trước thì vừa livestream chữa đề minh họa cho các bạn xong nhá Mờ à? Sao mờ được nhỉ? Có mờ đâu. Để thầy kiểm tra lại một chút nhá. <laughs> Sao không thấy gì hết vậy là như nào nhỉ? Các bạn có 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 thấy được không? Các bạn có nhìn rõ được không nhỉ? Trần Công Hoài Nam. <laughs> các bạn giống như kiểu thói quen học lớp vip rồi đúng không? Lớp vip là 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 vào cái là điểm danh luôn được chưa? Và trước khi học thì thầy cũng sẽ nói cho các bạn một chút về cái thông tin lớp vip nhá. Bạn nào muốn đăng ký lớp vip thì các bạn có thể inbox cho cô Ngọc Anh. Đấy, thì thông tin lớp vip thì đã có rồi nhá. Mà bạn nào muốn đăng ký thì các bạn có thể inbox cho cô Ngọc Anh ok chưa ôi là mờ sao nhiều bạn bảo là mờ để thầy hạ hạ webcam xuống một tí nhá ok chưa các bạn ơi được chưa chúng ta sẽ bắt đầu nhá 500 bạn chúng ta sẽ bắt đầu nhá ờ, uh, thầy ơi tranh thủ làm ván mà... pugh là cái gì <laughs> thầy không chơi cái trò đấy đúng không 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 chơi cái trò bắn súng đấy Ok chưa? 500 bạn chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Các em xem nhanh nhanh. 500 bạn chúng ta sẽ bắt đầu. Bạn nào thấy mờ hay là có vấn đề về âm thanh về chất lượng gì hình ảnh thì các bạn có thể comment xuống dưới luôn cho thầy nhá. <laughs> Thực ra thì đáng lẽ ra hôm nay đúng chính xác ra là phải livestream trong lớp VIP cơ các bạn. Nhưng mà đường nào thì trong tuần này của chúng ta thì lịch livestream thì cũng bị vướng rồi. Ừ, có nghĩa là tối thứ ba và tối thứ năm tuần này là sẽ là bóng đá thành ra thì không livestream được thứ tư và thứ sáu đều học trong lớp vip hết rồi Đấy, thành ra là, 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 rất là khó để livestream các buổi tiếp theo cho các bạn nhá thì thành ra sẽ tranh thủ Đó. <laughs> còn đúng đúng ra thì vẫn có thể là livestream trong lớp vip không rõ thề à? ôi sao bị mơ nhỉ có nhiều bạn bảo là mơ là như thế nào nhỉ vẫn bình thường mà ok chưa tốt rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu rồi nhá năm trăm bạn rồi nhỉ Huỳnh Thơ, Nguyễn Quang Huy, OK. Mờ thầy ạ, à? rồi sao nhiều bạn bảo mờ nhỉ? Mờ thầy nghĩ rằng là do mạng của các bạn thôi chứ làm sao mà làm, do mạng của thầy được, được chưa? Nào, chúng ta bắt đầu luôn nhá. Chào tất cả các bạn. Các bạn chúng ta lấy giấy bút ra sẽ học luôn nhá. Đề này đề khá là hay đấy, thầy sẽ livestream cho các bạn để chữa cái đề, bạn cái đề này. Thầy để xa chút đi thầy ơi, để xa thì lại thấy mờ đấy các bạn. nhiều bạn vẫn bảo mờ ta à? có bị mờ không các bạn ổn chưa sao hôm nay thì lạ nhỉ? sao vẫn nhiều bạn kêu mờ là chắc là do mạng của các bạn thôi chứ 500 rồi à? Ờ ừ, 500 rồi bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhá. <laughs> ok. Nào, câu số 1 nhá, chúng ta sẽ cố gắng chữa là phonic là là tốt nhất. Cho các hàm số sau, hàm số loga, hàm số mũ đúng không? Đấy, cho tất cả là bốn loại hàm số này các bạn này, đánh dấu số 1 nhá, số 2, số 3 và và số 4 cho bốn loại hàm số này. Và người ta hỏi các bạn là trong các hàm số trên thì có bao nhiêu có hàm hàm số có nghịch nghịch biến trên tập xác định của nó? Các bạn chú ý như thầy là nghịch biến trên tập xác định của nó nhá. Ok chưa? nghịch biến trên tập xác định của nó thế thì bài này nó sẽ là, là gì các bạn nhỉ nếu như chúng ta mà nhớ được nhanh ấy thì chúng ta sẽ suy ra luôn đó nhớ được nhanh tức là nhớ cái dạng đồng biến nghịch biến của nó ví dụ như thằng này này đây là lốc của x đúng không lốc của x có nghĩa là loga theo cơ số gì nhỉ cơ số 10 của x thôi đấy y bằng x mũ năm thì cái này là hàm số đấy rồi nhá y bằng len x len có nghĩa là cơ số e nhá và một cái nữa đó chính là căn 3 trên hai tất cả mỗi x thì các bạn chú ý rằng là muốn biết là hàm số nghịch biến ấy thì các bạn loại luôn cho thầy trường hợp số 2 này thằng hai là không bao giờ luôn luôn nghịch biến được đấy vì sao thế bởi vì khi tính đạo hàm nó ra đúng không thì y phẩy các bạn thử tính y phẩy ra thì có phải bằng 5 x mũ 4 đúng không đấy từ, tức là chúng ta loại thằng này luôn này đấy chỉ còn ba loại này thì chúng ta sẽ làm như thế nào cái này thì nó không bao giờ đồng biến à, không bao giờ nghịch biến được này, cái này cũng loại nốt này và cái này cũng loại. Thế vì sao loại thì các bạn chú ý thầy cái cái tính chất là loga theo cơ số a của x đúng không? Nếu như mà a nó gì nhỉ? Nó có hai loại, một là nếu như mà a nó lớn hơn một thì chứng tỏ là hàm số này gì nhỉ? hàm số đồng biến đúng chưa và nếu như a lớn không và nó nhỏ hơn một thì suy ra làm là số này là gì hàm số nghịch biến được chưa cái tính chất là chúng ta vừa làm nhưng mà vừa vừa ôn lại luôn nhá được chưa thì chứng tỏ rằng là nó chỉ còn lại một cái hàm số 4 này thôi các bạn này Đấy, hàm số 4 vì sao các bạn biết rằng là căn 3 trên hai bản chất của nó là gì nhỉ căn 3 trên hai thì bản chất của nó là là nó sẽ nhỏ hơn một và lớn không đấy căn 3 trên hai nhé thì chúng ta sẽ suy ra được cho thầy đó là cái hàm số này là hàm số nghịch biến trên trên tập xác định thì đó chính là đáp án b nhớ nhá đó chính là đáp án b ok chưa đó đó chính là đáp án b tức là cái hàm số 4 này luôn còn ba hàm số này là chắc chắn không bao giờ được gọi đúng nghịch biến trên tập xác định rồi câu số 2 hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng đúng chưa hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng thì cái này thì các bạn sẽ giải quyết luôn đúng không cái này thì chắc chắn đáp án của chúng ta đây là đáp án đáp án D. Cái này còn sách giáo khoa rồi các bạn nhé Còn sách giáo khoa rồi. Chúng ta chỉ cần giờ sách giáo khoa ra chúng ta vẽ lại hoặc là nhìn lại là chúng ta sẽ suy ra ngay là hình lăng trụ tam giác đều có tổng cộng là bốn mặt phẳng đối xứng. Được chưa? Tiếp theo là câu số câu số B nè Bạn nào làm ra đáp án nào rồi thì chúng ta comment xuống dưới cho thầy nhé Sau cuối buổi thì chúng ta sẽ kiểm tra lại xem là mình đúng bao nhiêu câu và và sai bao nhiêu câu. Ok chưa? Chúng ta tích cực nha các bạn comment nhiệt tình vào và thứ hai là là học ở đây thì nó chính là rèn luyện để chúng ta nâng cao kỹ năng làm đề lên nhá. Đấy, à, nâng cao kỹ năng làm đề lên. Bởi vì thầy thấy một số bạn bây giờ tư duy rất là chậm và thứ hai nữa là cái 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 tốc độ làm bài của các bạn rất là yếu. Đấy. Thì chúng ta cần phải chú ý luôn cho thầy nhá. Đấy có nhiều bạn bảo là 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 là, là, là. hai là C là đấy. Nhiều bạn bảo là nghe không rõ à? Ui giời, ơi, chắc hôm nay là do mạng của các bạn chứ còn sao đâu. Không mờ gì hết đúng không? Không mờ gì hết, rất nét căng mà. Tiếp tục là câu số 3 Câu số 3, các bạn nhìn thấy câu số 3 chưa Người ta cho các bạn một cái hàm số này Và người ta hỏi để mờ nó là Đấy, nó là những điểm nào trong những điểm sau đây đúng không Các bạn nhìn thấy chưa Thì bây giờ chúng ta phải kiểm tra cho thầy Đầu tiên đó chính là nó phải là nghiệm của đạo hàm hay không đã Bằng cách các bạn tính y phẩy ra cho thầy nhé Các bạn tính trực tiếp vào đây cho thầy Y phẩy chính là bằng 3x bình đúng không Mà trừ cho 2x và và trừ 1 Đấy, và sau đó các bạn cho bằng 0 Thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra nhỉ? A cộng B cộng C bằng 0 Các bạn nhìn thấy không a cộng b cộng c bằng không thì có một nghiệm x bằng mấy x bằng một đúng không và một nghiệm x chính là bằng chứ trừ một phần ba đấy và đương nhiên bài này chúng ta không cần phải kiểm tra quá nhiều không cần kiểm tra quá gắt mà các bạn quan sát vào cái đồ thị của nó thì chúng ta nhìn thấy rằng là thằng này nó chắc chắn có hai cực trị đúng không và có hệ số a dương thì chắc chắn đồ thị của nó nó phải là gì nhỉ có nét cuối cùng đi lên à, nét cuối cùng đi lên tức là nó phải như thế này các bạn này nét cuối cùng đi lên đây là chính là đồ thị hàm số bậc ba chúng ta phát họa ra thì chúng ta biết ngay và chứng tỏ thằng này nó chính là trừ một phần ba này đúng không và chỗ này nó chắc chắn là là một Đấy, được chưa? Và sau đó thì các bạn thay x bằng 1 vào y thì chúng ta sẽ luôn luôn tìm ra được cái y nó bằng 2. Đấy. Vậy điểm này nó chính là điểm gì đây? Điểm này chắc chắn là điểm cực tiểu, đúng chưa? Điểm này nó chắc chắn là điểm cực tiểu. Nhưng mà nếu bạn chọn là bạn B thì chắc chắn là bạn này sai luôn. Đấy, đây không phải là điểm cực tiểu của hàm số mà đây được gọi là điểm cực tiểu của gì nhỉ? Là đồ thị hàm số. Ok chưa? Đây chính là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số thì suy ra câu 4 phải là đáp à câu 3 phải là đáp án D. Nhớ nhá. Đấy, câu 4 tính bán kính của khối cầu đúng rồi khối cầu có thể tích bằng 36 pi thì các bạn nhớ cho thầy rằng là công thức rồi nhá à, thể tích của khối cầu có công thức là gì nhỉ là v bằng 4 phần 3 và pi nhân cho r mũ mũ 3 thì bằng 36 pi đúng không các bạn ở đây thì các bạn có thể tính ra nhanh cho thầy luôn đấy nhá pi pi hết đi là 9436 thì chúng ta sẽ suy ra r mũ 3 thì chắc chắn là bằng bằng 27 đúng chưa và tương tự r nó chính là bằng bằng 3 đấy ok chưa nó rất là đơn giản chúng ta mấy cái câu đầu nó chỉ là mất mất công để chúng ta thao tác thôi nhá. Đấy, thao tác thôi, đó chính là đáp án B. Bạn nào làm ra được đáp án nào rồi thì chúng ta comment xuống dưới cho thầy. À, sau cuối buổi thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái đề này thì chúng ta được bao nhiêu điểm. Đề này đề khá là hay. Nó không phải là khá nữa mà gọi là rất hay. Đấy, được chưa? Nó cực có rất nhiều câu gọi là cứng cựa luôn đấy các bạn ạ. Đấy, có nhiều bạn bảo 4D là sai đấy nhá. Câu tiếp theo là câu số 5. Câu số 5 thì thầy đã sửa lại đề cho các bạn Đây là 3x mũ 4 cộng 4x bình cộng 3 được chưa? Mấy câu đầu thì chẳng qua nó chỉ là cái câu để chúng ta test kiến thức là chính thôi nhá. Là để câu chúng ta test kiến thức thôi. Khẳng định nào sau đây đúng, đúng không? Đấy, mấy cái bài nào mang tính chất là đồng biến nghịch biến như thế này thì các bạn chỉ cần tính y phẩy thôi thôi, thôi nhá. Tính đạo hàm nó ra. Đạo hàm nó chính là bằng gì? Là 12 đúng không? 12x mũ 3 và cộng cho gì các bạn nhỉ? Cộng cho 8x. Đấy, và sau đó thì các bạn sẽ cho nó bằng 0 thì chúng ta sẽ có một nghiệm x bằng 0 đúng không? Và một nghiệm khác là gì nhỉ? À vô nghiệm đúng không? À, tức là chúng ta đặt cho thầy cái um, x ra bên ngoài cũng được nhá. X ra bên ngoài trong ngoặc sẽ còn lại là, là 12x bình và cộng cho 8 được chưa? Rõ ràng thằng trong ngoặc là không có nghiệm rồi. Đấy, chỉ còn đúng một nghiệm duy nhất là x bằng 0 thôi. Vậy chứng tỏ rằng là, toàn bộ dấu của thằng này nó sẽ là gì nhỉ? Nó sẽ quyết định ở cái x bằng 0 đấy. Hay nói chính xác là bài này nó có một cực trị duy nhất thôi và chúng ta đều đoán ra đó là chính là gì nhỉ là nét cuối cùng đi lên Đấy, cái điểm này là điểm không các bạn này được chưa chúng ta biết là nó là nghịch biến trên khoảng gì nhỉ âm vô cùng đến không và đồng biến đến khoảng từ từ không cho đến đến dương vô cùng Đấy, được chưa x bằng không nó chính là x cực trị trong trường hợp này luôn đó chính là đáp án đáp án b nhớ nhá nó chính là bản b không bực bao giờ được sai những câu như thế này sai những câu này thì chắc chắn người ta gọi là sai ngu luôn các bạn được chưa phải phân tích cho các bạn rất rõ ràng nhá không phải là chỉ là đâu mà phải phân tích cho các bạn để chỉ là các bạn lỗi sai luôn nhớ nhá Đấy, đây là hàm số bậc 4 trùng phương và có duy nhất một cực trị là tại x bằng, x bằng 0. Được chưa? Tiếp tục. Câu số 6. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số không có cực trị, không có điểm cực trị. Được chưa? Trong bốn loại hàm số này thì hàm số nào không có điểm cực trị? Thì các bạn nhìn thấy ngay và luôn cho thầy như sau. Ngay và luôn các bạn phải định hình ra cho thầy rằng đó chắc chắn đó là đáp án gì nhỉ? Đó là đáp án A. Đó, chỉ mất 3 giây để chúng ta định hình ra cho thầy đó là đáp án A thôi. Thế vì sao nó là đáp án A? Bởi vì các bạn nhớ thầy rằng là cái hàm số này là hàm số bậc nhất chứ bậc nhất, đúng không? Hàm số bậc nhất triệu nhất thì nó không bao giờ có có cực trị mà nó chỉ có tiệm cận thôi. Chúng ta định hình ra ngay cho thầy nhá. Những câu còn lại như thế này thì các bạn không cần phải quan tâm lắm. Bởi vì hàm số này chắc chắn có này, đúng không? Thằng này thì cũng có có thể có này mà thằng này cũng chắc chắn có. Nếu như chúng ta có thể phân tích được ra thì chúng ta biết ngay. Nhưng mà theo cái phương pháp loại trừ thì các bạn khẳng định cho thầy này. Đó là cái hàm số bậc nhất trùng nhất thì nó chỉ có tâm thôi nhá và tâm đối xứng là giao điểm của hai đường tiệm cận thôi chứ không bao giờ nó có điểm cực trị hết được chưa đó là câu số số 6 nhá tiếp tục câu số 7 nào câu số 7 đường cong trong hình sau là đồ thị của hàm số nào được chưa các bạn nào sai câu nào chưa từ câu số 1 đến câu số 6 có bạn nào sai câu nào chưa những câu đầu khá là là, là là, là đơn giản thôi nhưng câu phía sau thì nó không đơn giản như các bạn nghĩ đâu nhá nó sẽ khó hơn rất nhiều đề này là đề rất hay câu 7 đường cong sau là hình đồ thị của hàm số nào Ê, bây giờ chúng ta dùng phương pháp loại trừ thôi nhỉ Đấy, à, loại trừ thôi loại trừ ở đây có nghĩa là như sau các bạn thử quan sát cho thầy này cái đồ thị của thằng này đúng không đồ thị thằng này nó sẽ đi qua điểm 0,1 một điểm 0,1 một là một nhá và cái thứ hai là nó sẽ nhận trục ox này làm tiệm cận gì các bạn nhỉ nó làm làm tiệm cận ngang đúng chưa vậy chứng tỏ thằng này nó chính là đồ thị của hàm số mũ tức là y bằng a mũ x à, ok chưa đây chắc chắn là đồ thị của hàm số mũ dấu hiệu nhận biết đó là nó đi qua điểm x bằng 0, y bằng 1. Và cái thứ hai là nó sẽ nhận trục OX của thầy nó chính là nhận làm tiệm cận gì nhỉ? Tiệm cận ngang. Đấy, được chưa? Thì suy ra là đây chắc chắn là đồ thị của hàm số y bằng a mũ x tức là một đồ thị hàm số mũ. Còn khi nào mà nó nhận trục OY làm tiệm cận đứng thì nó lại là hàm số loga. Được chưa? Vậy chúng ta phải loại thầy đáp án nào rồi? Các bạn nhớ này, chắc chắn là loại đáp án A. Được chưa? Và chắc chắn là loại đáp án C. Đấy, hai đáp án này loại đi rồi đúng không? sở dĩ vì sao loại thầy đã giải giải thích rất rõ nhé nhìn vào đây là các bạn phải biết được là đó là đồ thị của hàm số mũ ngay Đấy, dấu hiệu nhận biết đầu tiên đó là nó sẽ đi qua cái điểm tọa độ là không một này này và dấu hiệu thứ hai đó là nó nhận trục OX làm làm tiệm cận ngang nhớ nhá đấy và cái cuối cùng đó là gì các bạn nhỉ nét cuối cùng đi lên đúng không vậy bây giờ nó chỉ còn lại là đáp án b và đáp án d đấy các bạn nhìn thấy không chỉ có hai đáp án này thôi đấy chỉ có hai đáp án này thôi thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào à là các bạn chú ý cho thầy rằng là cái bài này nó sẽ cho một điểm nó đi qua các bạn nhìn thấy điểm này không? Đúng điểm này không? Điểm này tọa độ là mấy đấy? X bằng 1 và và 2 là x bằng 1 điểm này nhá. Thầy viết đây này là 1 và 2 được chưa? Thì chúng ta sẽ hiểu rằng là thay x bằng 1 vào thì y phải bằng bằng 2. Đấy thì chắc chắn đó là đáp án B. Được chưa? Còn đáp án D sai rồi, bởi vì các bạn thay x bằng 1 vào thì y bằng mấy? Y bằng căn 2 cơ. Nhớ nhá. À, đó là đáp án B, không bao giờ được phép sai những câu như thế này. Được chưa? Không bao giờ được phép sai. Các bạn phải phân tích thật rõ vào, tránh trường hợp nó bị lừa. Nhớ nhá. Câu tiếp theo là là câu số 8, câu số 8 nhá. <laughs> Tìm giá trị lớn nhất của cái hàm số này. Ok, bài này thì chúng ta có thể bấm máy tính mốt 7 được rồi nhỉ. Tự tin lên nhá. Bài này là bài trên đoạn mà nó chả bây giờ phải xoắn gì hết. Mốt 7 cho thầy đi. Mốt 7 chúng ta có là bằng gì nhỉ? x mũ 4 này. Được chưa? x này, mũ 4 đúng không các bạn? Trừ 2x bình này. Đấy, trừ 15 này đúng không? Ôi trời, ơi, trên này mũ mất rồi, bấm nhầm rồi. Ok chưa? Để nhìn qua trên điện thoại mà không để ý được 2x bình đấy trừ 15. Trên đoạn nào đây? Gửi các bạn bỏ qua nhá. Trên đoạn từ trừ -3 đến 2 thì chắc chắn là start của thầy bằng trừ -3, end của thầy chắc chắn là bằng bằng 2. Step đây là lấy cái cuối trừ cái đầu và chia cho 19, tức là lấy 5 chia 19 đúng không các em? Được chưa? Và đương nhiên bây giờ chúng ta chỉ cần tìm giá trị lớn nhất thôi. Đấy. Ok chưa? Các bạn nào bấm được ra câu 8 chưa? Đây. Đáp án đây nhá, các bạn xem đáp án nhá. Đây, chúng ta xem cho thầy là giá trị lớn nhất. Ui giời bằng 48 này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, thì sau đó nó giảm dần đúng không các em? Nó giảm dần thì chúng ta suy ra luôn, mắc bằng 48 luôn này, ngại gì đâu đúng không? Bài này gọi là không ngại gì vết bẩn luôn. Ok chưa? 8 đó là đáp án D Bằng máy tính chúng ta có luôn nhá, đỡ phải tính đạo đạo hiểu gì cả. Cứ bài này là tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của một hàm số trên một đoạn. Thì các bạn cứ tự tin lấy máy tính ra các bạn bấm cho thầy là 17 nhớ nhá. Tiếp theo là câu số 9 là Câu số 9 <laughs> Bây giờ thì thầy nghĩ rằng là nó sẽ khó dần lên rồi đấy à, Đề này là sắp xếp theo trình tự từ dễ khó cho các em rồi Nhá. Câu số 9 Là đường thẳng này Đúng không? Đường thẳng này là đường thẳng cái gì đây nhỉ? Y bằng x cộng 1 Nó sẽ cắt đồ thị hàm số này tại hai điểm phân biệt A và B Và người ta hỏi các bạn là tính độ dài đoạn thẳng A và B Đúng không? Tính đoạn độ dài đoạn thẳng AB Thì bài này nó có động chạm đến từ cắt các bạn này động chạm lên từ cắt thì các bạn phải viết cho thầy cái phương trình hoành độ giao điểm ra đúng không? Và các bạn hoàn toàn có thể viết nhanh được cho thầy như sau. Đó là gì? Là x cộng 1 đúng không? x cộng 1 này bằng với x cộng 3 và trên cho x chứ, chứ 1 đúng chưa? Tức là chúng ta cho hai cái y bằng nhau thì đó được gọi là là phương trình hoành độ giao điểm. Tất nhiên chúng ta tính nhầm đã luôn cho thầy như sau. Là nhân chéo lên. Đấy, nhân chéo lên nhân nhanh nhá. x cộng 1 và nhân cho x 1 thì đây là một hàng đẳng, hàng đẳng thức đúng chưa? thì nó chính là bằng gì? x bình x bình trừ 1 đúng không? Thì bằng với x cộng cộng 3 được chưa? Thì tương đương với cái này đó là x bình này trừ x này đúng không nhỉ? Và trừ 4 thì bằng bằng 0. Đó, đây chính là gọi là phương trình hoành độ giao điểm. Được chưa? Đây chính là phương trình hoành độ giao giao điểm của hai cái đồ thị hàm số trên. Và người ta hỏi các bạn rằng là nó cắt tay hai điểm phân biệt A và B thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là xA và xB nó chắc chắn là phải là nghiệm của phương trình này. Đấy, và tính độ dài đoạn thẳng A, AB B Cái này thì nếu như mà các bạn tính ra điểm A, tọa độ điểm A thì nó rất là lẻ Không tin các bạn có thể bấm máy tính là chúng ta sẽ biết rằng cực kỳ lẻ luôn Đấy, các bạn nhìn bấm máy tính này nó lẻ lắm các bạn 153 đi đấy, một bằng này, đúng không? Kiểm tra nhá, trừ một bằng này Và trừ 4 bằng này, đấy, các bạn kiểm tra đi, nó số lẻ cực luôn 1 cộng căn 17 trên 2 Đấy, 1 trừ căn 17 trên 2 đúng không? Số rất lẻ. Mặc dù là có thể làm được nhá. Có thể làm được có nghĩa là muốn tính độ dài đoạn thẳng AB thì chúng ta bắt buộc phải tìm ra tọa độ điểm A hoặc tọa độ điểm B đúng không? Và không phải là hoặc đâu. Sau đó dùng công thức để chúng ta tính ra. Nhưng bài này nó có một cách làm nhanh hơn, đó là chúng ta dùng thẳng với thầy cái định lý VS các bạn ạ. Dùng thẳng với định lý VS như sau. Các bạn gọi tọa độ điểm A ra là tọa độ x1 đúng không? Và gì nhỉ? Và x1 cộng 1 đúng không? x1 cộng 1 đấy. Và điểm B tọa độ là là x2 và x2 cộng cộng 1 được chưa? Trong đó x1 và x2 nó là gì? Là nghiệm của phương trình hoành độ điểm đây. x1 và x2 nó là nghiệm của phương trình hoành độ điểm Được chưa? Và cái thứ hai là x1 cộng 1 này nó chính là lấy đâu ra, nó chính là vì nó thuộc đường thẳng. Thành ra thầy sẽ thay tọa độ đấy vào phương trình đường thẳng được chưa? Thì ta sẽ ngay và luôn các bạn sẽ tính ra cho thầy độ dài AB bằng căn bậc 2 của x1 chứ x2 tất cả bình đúng chưa? Và cộng tiếp cho gì đây? hai thằng này trừ nhau thì cũng là x1 x2 tất cả bình nhớ nhá đó nhiều bạn hỏi là tại sao không phải là x2 chứ x1 tất cả bình thì thầy nói luôn là x1 x2 là x2 x1 khi bình phương lên thì nó đều đều như nhau được chưa và cái này chúng ta dùng vs giống như kiểu là bài lớp 9 thôi ta có ab bằng gì bằng căn bậc hai của thằng này đúng không cái này giống nhau cộng với nhau thì bằng hai lần cái gì nhỉ x1 x2 tất cả bình đúng không được chưa làm từ tốn chậm rãi nhá và đương nhiên chắc chắn đúng rồi mà đương nhiên là cái này nó sẽ nhanh hơn rất nhiều đúng không nhỉ hơi mờ làm sao mờ nhỉ làm sao mờ nhỉ chẳng lẽ thầy phải đưa cam lên nếu đang đưa, cam lên nó lại mờ nữa các bạn ok tiếp tục nào ở đây thì chúng ta sẽ có là bằng hai này đúng không nhân cho x 1 cộng x 2 tất cả bình đúng không và trừ cho tám x một x hai các bạn 8 x một x x hai được chưa Thế vì sao như thế thì các bạn hiểu cho thầy này Bản chất là các bạn làm ngược lại các bạn biết ngay Bởi vì cái này nó chính là cái tính chất mà liên quan đến tách ra giống như kiểu lớp 9 chúng ta đã học ấy thì lớp 9 lên lớp 10 chúng ta học rất nhiều cái liên quan đến kinh nghiệm của phương trình bậc 2 đúng không các bạn? Được chưa? Đấy, chỗ này các bạn nhân phá ra mấy đây? Bằng 4x1x2 đúng không? 4x1x2 mà trừ đi 8x1x2 Thì rõ ràng có phải bằng trừ 4x1x2 như chỗ này không? Thì đúng rồi đúng không? Đấy, và đương nhiên chúng ta bằng cho thầy luôn 2 này, x1 cộng x2 theo Vs chúng ta có là bằng trừ B trên A Đúng không? Cái này này x1 cộng x2 theo Vs chắc chắn là bằng trừ B chia cho A Tức là bằng mấy nhỉ? bằng 1 luôn đúng không? Đấy. Và x1 nhân x2 thì theo viết bằng c chia cho a à, tức là bằng mấy? Là bằng chữ -4, chuẩn chưa? Đấy, vậy bây giờ các bạn lắp vào thôi. 2 nhân gì? x1 cộng x2 đây là gì đây? Là trừ bên a là một bình này. Đấy, trừ 8 này. Nhân x1 nhân x2 là nhân chữ -4 này đúng không? Và nó bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? 2 này, đúng không? Chỗ này là 2 này và cộng cho 32 đúng chưa? Thì bằng 30, 34 có căn thì đó chắc chắn đó là đáp án C. Nó nhanh hơn rất nhiều, đúng không nhỉ? nó nhanh hơn rất nhiều các bạn hiểu nhá Đấy, thầy giảng bài cũ te quá cũ <laughs> te gì nói chung là vừa giảng vừa chơi là chính thôi nhá học là phải chơi và vui là chính được chưa thầy hôm nay còn chưa nói từ nào chặt cu đâu đấy <laughs> nói chung là, 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 học là phải vui mới vào được đúng không được chưa đấy là câu số 9 này nhá không chúng ta trong bài này thì nhớ là thông minh người thông minh có nghĩa là họ sẽ không bao giờ làm được ra tìm tọa độ điểm a tìm tọa độ điểm b cụ thể cả bởi vì nó rất xấu mà chúng ta nên dùng Vs để chúng ta làm một bài này luôn Cụ thể là bài này là tương giao của hàn số bậc nhất Chết bậc nhất với một đường thẳng, Được chưa? Ok chưa? Là câu số 9 xong rồi nhá Tiếp tục Câu số 10 nào Câu số 10 9C ok rồi Nhớ nhá Bài nào, bạn nào học giỏi có nghĩa là không bao giờ tìm ra tọa đổi ma Và điểm B cụ thể đâu Mà tìm ra độ dài AB trực tiếp luôn Đó. Theo Theo Vs Ok chưa? Thầy dạy máy đi thầy Từ từ Tiếp tục Câu số 10 nào Câu số 10 Khẳng định nào sorry sai Người ta cho các bạn một cái hàm số đúng không Thì chúng ta nhìn thấy cho thầy cái hàm số này chưa Thằng này nó chính là gì đây Đây có phải là hàm số bậc 4 trùng phương không Bậc 4 trùng phương đúng không Tôi ta nhìn vào đây cho thầy rằng là gì đây Chúng ta có kết luận gì với thằng này Kết luận thứ nhất là các bạn quan sát này Để nhìn một hàm số bậc 4 trùng phương thì các bạn chú ý cho thầy này Là cái hệ số A ấy Là dương thì chứng tỏ rằng là gì nhỉ Là nét cuối cùng nó sẽ đi lên Đúng chưa à, Gần quá à? à thầy chữa đề minh họa đi úi giời ơi nhiều ông bảo thầy chữa đề minh họa đi thầy chữa mấy lần rồi còn bảo chữa đề minh họa đi thế mình mệt chứ lại để thầy nâng cam lên một tí các bạn nhá nâng cam lên một tí cho các bạn dễ nhìn ok chưa đấy. câu tiếp theo câu số 10 đúng không chúng ta nhớ thầy đây là hàm số bốn chữ phương nhá có hệ số a dương và có có mấy cực trị đây có ba cực trị đúng không vì ab trái giống nhau thích là đồ thị của nó nó phải có dạng như thế này đúng không các bạn đấy các bạn nhìn thấy không đấy thầy vừa phát họa các bạn nó dạng đồ thị này thôi còn bây giờ nhiều bạn chưa hiểu vì sao nó lại có dạng như thế này thì thầy nói lại này đây là một hàm số bậc bốn phương đúng không và có hệ số a như thế nào đây a bằng một dương thì chứng tỏ là nó ảnh hưởng đến nét cuối cùng của đồ thị là phải nó thăng thiên tức là nó phải đâm lên trên trời đúng chưa và cái thứ hai là nó có ba cực trị thì nó phải có như thế này đấy ok chưa và đương nhiên là chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ suy ra rằng là, là đáp án nào đúng đáp án nào sai ngay Ví dụ trong bài này chúng ta đọc lướt qua một lần cho thầy nhé Điểm cực đại của hàm số là gì đây? X bằng 0 cái này chưa quan trọng đúng không? Nhưng mà các bạn phải để cho thầy là câu C của đây các bạn. Câu C của D. Đấy, các bạn để cho thầy câu C của D nhé là, bây giờ đang chọn câu sai. Hàm số không có giá trị lớn nhất. Cái này đúng này, câu này chắc chắn đúng các bạn. Cái này là câu đúng. Vì sao thế? Bởi vì đồ thị của nó luôn luôn có xu hướng là đi lên, tức là nó không thể có đích điểm tận cùng của phía trên được, nhưng mà nó có cái điểm tận cùng phía dưới đúng không các bạn? Đấy điểm tận cùng phía dưới đây được gọi là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số và cũng được gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số luôn. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ suy ra là gì đây? Đáp án sai của người ta đó chính là đáp án gì? Là đáp án C luôn. Được chưa? Hàm số không có giá trị nhỏ nhất là là sai, các bạn nhớ nhá. Ok. Được chưa? Câu số số 10 là đáp án C. Úi giời ơi. Thầy không livestream trên YouTube à thầy? À, YouTube của thầy bị hack rồi thì các bạn nhớ nhá. YouTube của thầy đã bị uh, hack rồi, thành ra thầy không livestream trên YouTube được nữa. <laughs> Nói chung là có, bây giờ có nhiều kẻ xấu lắm. À, Facebook của thầy cũng đang định uh, gọi là bị hack cơ. Nhiều bây giờ ra ngoài đường cẩn thận không có bị hack khách nhiều lắm. <laughs> YouTube mới livestream được mấy hôm mà tí là, là 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 bị hack luôn. Thế mới là đau trở lại. Các <laughs> bạn nào có cách gì giúp thầy lấy lại nhá. Ok chưa? Câu số 10 là là chính là, là bàn c, đúng không? nhẹ nhàng, tình cảm mà đúng không? Thầy giảng hay quá. Chị em xem mà mê luôn thầy ạ à? Úi giời ơi thế giới thiệu chị em cho thầy nhá <laughs> Mùa đông đang đến rồi đúng không 10C sai chặt cu Ok bạn hưng độ đây rồi Thánh chặt cu đã vào đây rồi nhớ nhá Được chưa là câu số 10 nhá Câu số 10 mà chẳng nhẽ bây giờ làm sai nữa Đúng không Nhìn là biết ngay mà Cái này là nó phải thuộc vào tư duy lần bài Có nghĩa là nhìn vào đây này Chúng ta đoán ra đồ thị đúng không Và những cái những cái này thì các bạn chưa cần phải quan tâm nhanh chứ chưa cần phải quan tâm vội tức là nhiều bạn phải tính y phẩy ra rồi sau đó thì biện luận này nó xác định là nhằng lắm nhưng mà các bạn nhìn thấy đề đặc biệt hai câu này nó sẽ có mang tính chất là trái ngược nhau thì chúng ta phải quan tâm đến hai thằng này trước đúng không đấy được chưa tiếp tục là chúng ta sẽ có như thầy là câu số 11 youtube bị hack rồi các bạn nhá lớp vip có chùm hack được đấy thầy ạ <laughs> giọng trai bắc cute thế nhở ui giời ơi thế cảm ơn em nhá câu tiếp theo là câu 11 một nào câu 11 khô máu luôn đấy nhớ nhá khô máu bạn nào xác định học như thế này phải khô máu mới làm được nhé nhiều bạn là vào nhảy vào một tí xem một tí xong rồi lại, lại nhảy ra xem một tí mai đá bóng không livestream được nhớ nhá mai xem đá bóng rồi mai là đi phá với cả đi quẩy rồi nhớ nhá tiếp <laughs> tục câu số 11 một nào câu số 11 là bài toán về lãi suất các bạn nhá lãi suất lãi suất bài này thì nó thiên về cái việc đó là chúng ta phải đọc đề đọc đề các bạn đọc đề ông nào không làm được bài toán lãi suất chứng tỏ ông không đọc được đề hoặc là ông không có kỹ năng đọc đề đấy đọc đề bài này nó chỉ có đọc đề xong là ok ngay đây các bạn nhìn thấy cho thầy như sau bắc minh có 400 triệu đồng nhớ nhá đọc đề nó đúng cho đọc đề thôi chú ý cho thầy các con số của nó đó mới là cái quan trọng à, mang đi gửi tiết kiệm ở hai loại kỳ hạn khác nhau đấy đều ở thể thức lãi kép à đều ở thể thức lãi kép thì các bạn nhớ thầy là có công thức về lãi kép như sau có công thức về lãi kép nhá nhiều bạn bây giờ chưa biết làm bài này đâu đó là gì đây? Lãi kép của chúng ta có công thức là T thì chính là bằng A nhân cho 1 cộng R tất cả mũ N, được chưa? Là công thức về lãi kép được chưa? Trong đó T là tổng này, đúng không? T là tổng số tiền, A là số tiền gốc, đúng không? giờ là lãi suất và N nó gọi là là kỳ hạn, được chưa? Đấy, thế thì bây giờ các bạn đọc đề tiếp cho thầy này. Bác gửi 200 triệu đồng theo kỳ hạn quý, nhớ quý nhé Quý đây là gì? Quý đây là là 3 tháng đúng không? 3 tháng là một quý các bạn nhớ nhá. Và một năm thì đương nhiên là là bốn quý. Cái đấy mấy không còn phải hỏi nữa à. Đó. Với lãi suất là 2,1% một quý. 200 triệu đồng còn lại bác gửi theo kỳ hạn lãi tháng với lãi suất là 0,73% một tháng. để chưa? Ông nào và nhớ lại đọc đề nhá. Đọc đề và các bạn phải chú ý thấy các con số. Thằng này nó chính là R luôn này, là lãi suất này. Thằng này nó cũng là R luôn. Đấy. Được chưa? Nhưng mà có một cái điểm nhấn như sau. Sau khi gửi được đúng một năm sau khi gửi được đúng một năm Bác rút tất cả số tiền còn lại ở kỳ hạn quý Và bây giờ lại bỏ vào kỳ hạn theo tháng Hỏi sau đúng 2 năm Kể từ khi gửi tiền lần đầu Bác sẽ thu được bao nhiêu tiền lãi Được chưa thì các bạn nhớ cho thầy là sau khi chúng ta đọc xong đề bài này này muốn làm được nhanh thì các bạn phải phân được cho thầy là các giai đoạn đấy các giai đoạn ở đây thì có nghĩa là có hai giai đoạn là giai đoạn 1 và và giai đoạn 2 đúng không đấy, giai đoạn 1 và giai đoạn 2 giai đoạn 1 là diễn ra trong một một năm và giai đoạn 2 thì là là một năm còn lại đúng không? Được chưa? Thế bây giờ chúng ta muốn tính được rằng sau 2 năm thì ông được bao nhiêu tiền lãi tất cả thì các bạn phải tính được rằng sau 2 năm thì ông phải thu về được tổng bao nhiêu tiền đã. Và sau khi chúng ta đã tính được tổng số tiền mang về thì chúng ta trừ đi cho thầy là 400 triệu tiền gốc này thì chúng ta sẽ suy ra ngay. Đấy, được chưa? Cái này là thầy phải giảng cẩn thận nhá. Nhiều bạn chưa chưa có thể là làm được bài này đâu. Giảng rất cẩn thận luôn. Công thức thì chắc chắn là mặc định là công thức này rồi, là công thức lãi kép mà. Đúng không? bài này dành cho những ai theo nghề vay lãi à ui giời lại lại không thì vẫn phải học các bạn lên đại học thì nói chúng vẫn phải học bài này các bạn được chưa vậy chúng ta có thầy như sau ờ, trong giai đoạn 1 là một năm một năm nay thì chúng ta phải có cho thầy là tổng số tiền mà ông sẽ thu về được trong vòng một năm đầu tiên là gì đó chính là bằng với tổng số tiền mà ông sẽ gửi theo hai hai loại đúng không loại một là ông tách một nửa ra để cho vay theo kỳ hạn là lãi quý đúng không và một nửa nữa đó là lãi theo theo tháng. Bây giờ các bạn sẽ phải tính tổng số tiền mà ông thu về được sau một năm đã, đúng không? Thì chúng ta có thể như sau. Loại 1, tổng số tiền nó chính bằng T1 cộng T2 nhớ nhá. T1 cộng T2 tức là lấy ở cái loại 1 à, cộng với cả loại 2. Loại 1 ở đây chúng ta có thể như sau. Nó chính là bằng A, A đây là bằng 200 các bạn nhá, là số tiền gốc các bạn nhớ thầy này là 200, đúng không? Nhân cho 1 cộng R, R là lãi suất này. 2,1% trên một quý tức là 2,1 mà chia cho 100 đúng chưa Đấy Và tất cả mũ mấy Các bạn nhớ thầy đây là đang tính trong một năm Trong một năm thì các bạn nhớ đây là lãi suất theo quý Đúng không? Một quý mà một năm chắc chắn là có bốn quý Thì đây chắc chắn là là mũ bốn lên Được chưa? Đấy, đây chính là tổng số tiền T1 mà ông đã cho vay theo gọi là là lãi quý Bây giờ chúng ta cộng với T2 là cộng với gì? Là cộng với tổng số tiền mà ông thu về được theo cho vay hình thức là lãi tháng Được chưa? Thì chúng ta vẫn nhớ thầy là 200 nhá Nhân cho 1 cộng với mấy đây? 0,73% trên một tháng tức là 0,73 mà tất cả chia 100 đúng không? Và mũ mấy các bạn nhỉ? Nhớ là 1 năm nhé, 1 năm thì có 12 tháng thì suy ra đây phải là mũ 12. Đấy và sau khi mà chúng ta tính được thằng này rồi thì đó chính là gì đây? Đó chính là tổng số tiền trong vòng 1 năm ông sẽ thu về được. Đấy cả gốc lẫn lãi các bạn nhớ nhá. bây giờ các bạn bấm máy tính thôi nhá Nếu ông nào bấm được nhanh thì chúng ta lại càng tốt quá đúng không? Chúng ta có đây này. 200 Đấy, nhân cho gì đây? 1 cộng với à, 2,1 phần 100 đúng không các bạn? Ơ chết rồi. Cộng với này à, 2,1 và chia 100 được chưa các bạn? Tất cả mũ mũ 4 này đúng không nhỉ? Mũ 4 này cứ viết bình thường như thế cho thầy nhá. Tiếp tục cộng với 200 và nhân cho gì nhỉ? Nhân cho 1 cộng với Uh, 0,73 đấy chia 100 đúng không? Các bạn phải kiểm tra nhá. Thầy nhìn qua màn hình điện thoại thành ra là cũng chưa có thể là, là, là rõ bằng các bạn ở đâu. Tụ tất cả mũ 12. Đấy các bạn bấm bằng một tí xem đấy và đây chính là tổng số tiền mà sau một năm ông ấy ông ấy thu về và đương nhiên là số tiền này bây giờ các bạn nhớ cho thầy giai đoạn thứ hai là ông sẽ bỏ tất cả cái số tiền đấy vào theo kỳ hạn lãi tháng các bạn đọc đề các bạn biết ngay đúng không đấy sau khi gửi được một năm thì bác rút tất cả số tiền ở loại kia để bây giờ bỏ vào kỳ hạn theo tháng thì cái này bây giờ nó đóng vai trò lá, là số tiền mới và chúng ta sẽ có thầy là T thì chắc chắn là bằng A. Nhưng A đây nó chính là gì đây? A đây chính là bằng 435, phẩy cái này này. Là tổng số tiền chúng ta đã tính được về rồi. Nhớ nhá. Nhưng mà bây giờ các bạn hiểu rằng là chúng ta phải lấy answer trong máy tính ấy, an của chúng ta là không được làm tròn đâu nhá. Đặc biệt là đối với các bài toán lãi suất khi đi thi các bạn nhớ rằng cẩn thận trong quá trình chúng ta làm tròn. Không nên làm tròn. Được chưa? Nếu làm tròn bài này thì các bạn chết ngay. Bài này mà làm tròn các bạn chết ngay. Nhân cho 1 cộng R, R đây là 0,73 tất cả trên 100 đúng không? Và tất cả mũ mấy? Mũ 12, 12 tháng mà. Là năm thứ hai mà, đúng không? Đấy, bài này mà các bạn làm tròn là các bạn trên ngày, nhớ phải lấy an nhá. Chúng ta có an nhân cho đấy, 1 cộng này 0,73 này chia 100 này được chưa? phân tích đây làm lại quá bình thường luôn. Chả nhẽ nhỉ bài này nó nhạt đến nỗi thế đúng không? Bằng một phát là chúng ta sẽ suy ra ngay thôi là bằng bao nhiêu đây? 475 đúng không? Nhưng mà chúng ta hiểu rằng là bài này người ta chỉ cần hỏi các bạn là gì đây? Tiền lãi thôi, lưu ý nhá. Bài này người ta bảo tiền lãi thôi. Và đương nhiên tiền lãi là bằng tổng số tiền chúng ta thu về mà trừ đi cho thầy số tiền gốc là ban đầu là 400 triệu đúng nhá. Chúng ta phải trừ cho thầy 400 triệu này là số tiền gốc thì đây chính là số tiền lãi của chúng ta. 75, gì đây? 30939 Có nghĩa là gì đây? Sấp xỉ 75,304 Ông này mà chọn đáp án này là sai luôn Nếu như ông nào làm tròn thì chắc chắn là là sai luôn Ngay và vòng gửi xe luôn các bạn nhớ nhá Bài này là nó 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 đánh vào cái vấn đề liên quan làm tròn Nếu ông nào mà làm tròn ngay từ cái bước 1 ấy Là từ chỗ an ấy Là các bạn sẽ ngay và luôn loại và gọi vòng gửi xe ngay Ok chưa? Đây 75,309,39 Đây các bạn nhìn thấy rõ không? Đấy, 48 đúng rồi, chính xác. Bạn Nguyễn Lệ Ngọc Yến nhá. Đáp án A nhá. nhiều bạn bây giờ còn lại là đáp án D rồi thầy ơi. D làm sao D được? Mới bảo tuần lãi cơ mà. Lãi phải lấy tổng số tiền chúng ta thu về mà trừ đi số tiền gốc. Các bạn bắt buộc phải trừ đi số tiền gốc. Nhớ nhá. Ok chưa? là câu số 11 một Nhiều bạn bây giờ mà chưa biết làm lãi suất thì các bạn vào bơi vào đây Thầy đã phân tích rất rõ là bản chất của bài toán lãi suất là các bạn phải đọc đề Và các bạn phải phân ra các giai đoạn của nó được Giống như kiểu đề minh họa ấy, Là phải phân ra các giai đoạn và chúng ta phải dùng công thức nào để chúng ta làm được Thì mới ra được, nhớ nhá Đấy, Đề minh họa thì cũng đã chữa các bạn rồi Tiếp tục Câu 10, 12 Câu 12 nhá Đấy, 1,1 nghìn bạn đã xem đây rồi nhớ nhá Đấy, lúc nào thầy livestream lúc nào chẳng trên 1 nghìn người đúng không Nhưng mà mình live vui thôi mình vui thì mình like thôi đúng không học hành là phải vui vẻ đúng không nhiều lúc phải gọi là hát hò nữa chứ đúng không tí nữa thì thầy sẽ hát cho các bạn tặng các bạn nghe một bài là bài toán uh, bài về sau tất cả <laughs> việt nam vô địch thầy có làm gì không ạ à, thầy nghĩ xem việt nam vô địch làm gì ở đây ta một là đi đến cầu long biên à cầu long biên nhảy xuống bơi à tắm à <laughs> hãy đua xe à câu 12 hai tìm tiệm cái đứng và tiệm cái ngang. Úi giời, câu này nhạt rồi nhỉ. Câu 12. Câu 12 nhá. Đó là gì đây? Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. À cái này chúng ta làm là luôn nhá. X bằng mấy? X bằng -1 đúng không? X bằng -1 tức là muốn tìm tiệm cận đứng thì chúng ta giải phương trình mẫu bằng 0 ra. Tình ngu thì vẫn biết là x cộng 1 bằng 0 thì x bằng 1 mà chả nhẽ bài này phải giải thích nữa cho mệt đúng không? Y thì bằng bằng A trên C tức là 2 trên 1 bằng hai luôn. Đấy, đó là bán nào các bạn nhỉ? 12 là C đúng không? Sai là chặt cu luôn đúng không? <laughs> Ok chính xác 12C trả nhẹ bài 12 không làm được cái thôi đừng đi thi nữa Thôi bỏ nghề về nhà lấy chồng lấy vợ đi nhá Sinh con đẻ cái gọi là khoa gọi là kế toán và lập gia đình đấy <laughs> Em học bài gì à, Em học trường gì em học khoa gì Em học khoa kế hoạch khoa và lập gia đình <laughs> Không biết là trường gì luôn <laughs> Đi bão à Thôi Ôi trời thầy ơi <laughs> Tiếp tục câu số 13 nào Câu 13 ba. À, cho hình lăng trụ tam giác đều các bạn nhớ này Lăng trụ tam giác đều nhá Bài này thì chúng ta cũng có thể tính được ngay có cạnh cung bằng a có tất cả cạnh cung bằng a tính diện tích mặt cầu đây nó động chạm thằng này đây các bạn nhớ này rất hay không thấy hay chưa diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đó đúng chưa hiện diện tích mặt cầu ngoại tiếp thì các bạn nếu rằng là bài này chúng ta phải tính toán thôi bạn bắt buộc các bạn phải tính toán bài này thì nếu như ông nào mà có thể làm được nhanh thì chúng ta có thể vẽ hình nào thầy nhá đây hình lăng trụ tam nhạc đều Đấy, có tất cả cạnh bằng a nếu nhá đây các bạn vẽ hình phát họa thôi thôi nhá đây, đây vẽ hình phát họa thôi bài này ông nào đi thi vẽ hình cho đẹp vào thì chắc chắn là không làm được bài rồi Đấy, đi thi trắc nghiệm mà ngồi vẽ hình đẹp đúng không vẽ nhanh thôi nhá phát họa ra rồi ok chưa đây là a này b này c này a phẩy b phẩy và và c phẩy có tất cả các cạnh đều bằng a các bạn nhớ nhá có các cạnh cùng bằng a thì rõ ràng trong bài này thì các bạn nhớ thầy rằng là nó có tổng tổng cộng là 6 cạnh đúng không ba uh, bao gồm có ba cạnh bên và và sáu cạnh đáy nhớ nhá sáu cạnh đáy và ba cạnh bên nó đều bằng a hết Thế thì các bạn phải hiểu rằng là muốn tìm diện tích của mặt cầu thì có công thức là gì đây? Diện tích là bằng 4 pi nhân cho r r bình. Chuẩn chưa? Công thức này mà không nhớ được thì làm sao làm được bài? Còn thầy còn demo cho một thêm một công thức nữa là thể tích cơ. Thể tích là lấy cái này nhân r trên 3 đúng không? Tức là bằng 4/3 pi nhân nhân r mũ 3. Chuẩn chưa? Để demo thêm thôi nhé Nếu ông nào mà làm vừa làm vừa thầy vừa nhắc lại kiến thức cho các bạn luôn Thì cách lỡ may đi thi nó động chạm đến cái này Thì chúng ta có chiến được đúng không Thế thì bản chất của bài này là tính diện tích thì thằng này là sử dụng công thức thằng này. Đấy, 4P nhân cho R bình. Đúng không? Đấy. Vậy muốn tìm được diện tích thì phải tìm R ra. Mà muốn tìm R thì các bạn phải xác định chính xác tuyệt đối luôn cho thầy là tâm của cái mặt cầu này nó nằm đâu. Đấy, được chưa? Tâm mặt cầu này nó nằm đâu thì chúng ta phải xác định thôi. Và cách xác định tốt nhất là như sau. Các bạn gọi đây là ô này, đây là ô phẩy này, đây là ô phẩy và đây là ô. Đấy, nếu như bạn nào mà nhạy số nhanh chúng ta sẽ suy ra được cái thầy chắc chắn là tâm của mặt cầu là gọi là tâm y đi. Nó phải là trung điểm của ô phẩy này các bạn này. Đấy, trung điểm của ô phẩy. Trong đó ô phẩy và ô là gì? Ô phẩy là ô đều là gì nhỉ? Tâm của các đáy, tâm đường tròn của các đáy. Hay nói chính xác hơn, đó gọi là trọng tâm của tam giác đều luôn đấy. Ok chưa? Đấy, tổng trọng tâm tam giác đều. Thế thì bây giờ chúng ta muốn tìm được ra cái 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 điểm y bán kính của ta nó chỉ là ia luôn các bạn nhá ia luôn đấy và gắn vào với thầy cái tam giác vuông này các bạn này gắn vào với thầy tam giác vuông đây các bạn phải xét cho thầy cái tam giác vuông này tam giác gì đây y là một này a là hai o phẩy là ba các bạn nhìn cho rõ vào nhá cái này phải nhìn bằng mắt thường thôi y o phẩy a à, được chưa y này là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp ở trên hình lăng trụ đều này được chưa bây giờ muốn tính được bán kính của chúng ta đó chính là chúng ta phải tính cho thầy cái ia nhớ nhá đấy tính bán kính Chắc là chúng ta phải tính được IA. Vậy muốn tính IA thì nó phải là như thế nào thì các bạn phải tính ra cho thầy phẩy A và và phẩy phẩy I để chưa? Chúng ta tính cho thầy như sau. Các bạn nhớ cho thầy cách tính này. Thầy dạy các bạn cách tính hai thằng này nhá. Thằng thứ nhất là các bạn tính cho thầy thằng này, thằng đây là O này nhá. OI đi. Đấy. À, OI. OI tính như nào? OI bằng 1/2 của thằng OO', chuẩn chưa? 1/2 OO', các bạn nhìn thấy không? Mà O' nó chính là bằng cạnh bên luôn. Bởi vì đây là hình lăng trụ đứng mà. Đúng không? lăng trụ tam giác đều thì nó là đứng rồi còn gì nữa nhiều bạn hỏi là thầy ơi, lăng trụ đứng em chưa thấy đứng ở đâu lăng trụ tam giác đều đấy còn gì nữa thì nó chắc chắn là là đứng rồi nhớ nhá đừng có thắc mắc cái này hỏi thầy vì sao thầy mệt lắm thì chắc chắn là bằng gì đây bằng a trên hai nhớ nhá à, một thằng một thằng này là bằng a trên hai thằng này ao nếu như ông nào nhảy số nhanh chúng ta suy ra luôn ao bởi vì nó rất quan trọng và cực kỳ nhanh luôn đúng không muốn tính ao thì nó chính là bằng 2 phần ba gì nhỉ am đấy chúng ta tính nha thầy am nhá AM nó chính là bằng gì đây? Chiều cao trong tam giác đều là bằng a căn 3 trên trên 2, chuẩn chưa? Đã, AM nó là là đường trung tuyến trong tam giác đều, nhớ nhá. Hoặc đường cao trong tam giác đều cũng được là bằng a căn 3 trên 2. Vậy suy ra cái thằng AO này của thầy nó chính là bằng 2/3 thằng AM, đó là điều chắc chắn, tính chất của trọng tâm. Vậy suy ra là gì? AO nó chính là bằng a căn 3 trên 3. Đấy. Ok chưa? Xong hai cạnh này rồi còn gì nữa? Hai cạnh này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tính được ra cái thằng bán kính của chúng ta đó chính là AI bán kính của cái mặt cầu ngoại tiếp một hình chóp này nó chính là cạnh ai này và đương nhiên chúng ta dùng pythagore rồi nhá chúng ta có thấy ai nó bằng căn bậc hai của thằng này bình phương lên là bằng mấy là bằng a bình trên 4 đúng không cái thằng này bình phương lên bằng mấy là bằng a bình trên trên ba đấy a bình trên trên ba và chúng ta sẽ tính ra là bằng mấy nhỉ bằng uh, a nhân cho căn 7 chia cho căn 12 nhớ nhá đấy xong chưa a căn 7 chia căn 12 và sau đó các bạn lắp vào công thức này chúng ta sẽ suy ra rằng diện tích bằng 4 pi nhân r bình tức là nhân thằng này bình lên thì có phải là bằng 7 nhân cho a bình trên cho 12 thôi. Rút gọn đi đúng không? Thì có phải là bằng 7 a bình 7 pi a bình chia cho chia cho 3 thì đó là đáp án, đáp án B luôn, được chưa? Là khả năng tính toán và cách tư duy của chúng ta nhận nhìn nhận ra một cái hình như thế nào. Đấy, còn đến bây giờ nhiều bạn chưa hiểu rằng là vì sao hình lăng trụ đều nó lại đứng nữa cơ đã là lăng trụ đều thì chắc chắn là nó đứng có nghĩa là các cạnh bên của hình lăng trụ này nó đều đều vuông góc phải đáy đó là điều chắc chắn nhớ chưa đấy muốn tính muốn tính diện tích thì phải tìm ra tâm mà tâm của nó thì các bạn đoán ra ngay đó là trung điểm của ô phải nhớ nhá nói rất nhất xong rồi nhá bạn nào mà sai thì các bạn phải nhớ xác định là phải chặt cu đấy nhớ nhá Câu tiếp theo là câu 14 đây Câu thứ 14 các bạn nhìn thấy không Đề minh họa nó có rất nhiều câu như thế này Đấy, Đó là cho các bạn một cái đồ thị hoặc bảng biến thiên của hàm số bậc nhất trên bậc nhất Các bạn nhìn thấy chưa Đây chắc chắn rằng là là đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc nhất rồi Thế thì bây giờ chúng ta nhớ cho thầy rằng là Cách chúng ta đọc đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc nhất Không bao giờ chúng ta đọc cái tiệm cận trước Nhớ chưa không bao giờ chúng ta đọc tiệm cận trước thầy đã dạy các bạn rất kỹ rồi bởi vì đọc đọc tiệm cận trước nó không nhanh mà chúng ta nên đọc cái gì đọc giao điểm của đồ thị đấy với với trục OI đó là cái đọc đầu tiên thầy đã dạy các bạn rồi nhá vậy có nghĩa là gì đây cái điểm này nó chính là x bằng không và và y bằng mấy y bằng một tức là điểm này chúng tôi lỗi là mấy là không một đúng không thầy đã dạy các bạn rất kỹ rồi bạn nào đã xem livestream của thầy thường xuyên thì các bạn đều hiểu rằng là đọc cái đồ thị hàn số bậc nhất trên nhất là luôn luôn chúng ta đọc cho thầy là gì nhá là giao điểm của nó trước có thể là ox hoặc oy nhưng trong bài này thì bật đọc cho thầy cái OI trước. Giao điểm của đồ thị với trục OI là có độ 0 1, tức là x bằng 0 thay vào thì y phải bằng 1. Các bạn sẽ quen quan sát vào chúng ta sẽ tìm ra cho thầy đáp án nào luôn, được chưa? A này chắc chắn loại đấy nhá. A này chả nhẽ chọn A nữa thì chắc chắn là là, là, là bá đạo rồi đúng không? Thằng này x bằng 0 y mấy? x bằng 0 y bằng 0 loại thằng này này. Đấy, thằng này x bằng 0 y mấy? Thằng này x bằng 0 các bạn thay vào đây mấy? 0 0 này, trừ 1 đúng không? Vậy loại thằng này đây chỉ còn đáp án C thôi. x bằng 0 y 1 luôn. Thấy nhanh không? Ok chưa? Đấy, câu số 14 đã xong. Câu số 15. Câu số 15. À, câu 15 là một câu về liên quan đến lý thuyết, đúng không? thì à, tí nữa thầy sẽ áp cho các bạn nghe bài sau tất cả. sau tất cả, mình lại trở về với nhau. tự như chưa bắt đầu, tự như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay. ok, <laughs> thầy chỉ thuộc mỗi đoạn đấy thôi, mỗi câu đấy thôi. <laughs> C đúng chặt cu thầy Úi giời đừng chặt cu thầy Chặt cu thầy thì làm sao mà có ai livestream để chữa các bạn được Đúng không? <laughs> Học vui mà Đấy chưa? Câu 15 Cho cái gì đây? Hình chóp SABCD có đáy là hình thang vuông Các bạn nhớ thầy thằng này là hình thang vuông nhá Và đa vuông góc với đáy đúng không? đa vuông góc với đáy Xác định rằng tâm y của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp Đúng không? Đấy, đây là một cái bài mà liên quan ngoại tiếp một hình chóp thì các bạn nhớ thầy như sau nếu ông nào học chắc chắn rồi thì các bạn nhớ rằng tất cả mọi bài toán mà tìm tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp một hình chóp chúng ta luôn luôn tiến hành theo ba bước bước 1, bước 2 và bước 3 chuẩn chưa thầy nhắc lại cho các bạn toàn bộ lý thuyết này bước 1 là gì đây là tìm tâm của đáy tâm đáy đấy, tâm đáy tâm đáy là cái gì là tâm đáy là tâm của một đường tròn ngoại tiếp được đáy nhớ nhá tâm đáy là tâm đường tròn ngoại tiếp của đáy có nghĩa là nếu đáy là hình vuông thì nó là giao điểm của hai đường chéo hình chữ nhật nó tương tự đấy nếu như nó là tam giác đều thì nó là gì nó chính là trọng tâm của tam giác luôn đấy ok chưa đây là những cái tính chất rất quan trọng thế thì bây giờ các bạn nhớ cho thầy này cái bước thứ hai đó chính là chúng ta phải dựng một đường thẳng nó nó đi qua tâm và vùng góc vào đáy đúng không dựng cái đường thẳng này dựng đường thẳng, này, dựng đường thẳng về phía tắt luôn nhá còn trong cái khóa học của thầy thầy sẽ dạy các bạn là, là gọi là chi tiết và tỉ mỉ các bước để chúng ta là tìm tâm và bán kính của một mặt cầu ngoại tiếp một hình chóp sau khi các bạn đã học xong mặt cầu rồi thầy sẽ quay trở lại thầy dạy các bạn cái chuyên đề này nhá dựng một đường thẳng mà đi qua tâm mà vuông góc với đáy à, vuông góc với đáy đúng không và sau đó dựng mặt phẳng trung trực của cái bên đúng không nhưng mà các bạn nhớ thế này khi người ta cho các bạn đáy là một hình thang vuông hình thang vuông tại a và b đúng không cho như đúng rồi luôn nhưng các bạn phải hiểu thầy hình thang vuông a b nó như thế này các bạn này đấy, đấy chưa đây là a này đây là b này chưa vuông tại a b chưa đây cd đi cứ, các bạn cứ xem như thế cho thầy AD lớn hơn BC đúng không? AB lớn hơn BC thì cái này không quan trọng. Nhưng cái quan trọng nhất là các bạn phải khẳng định cho thầy này là hình thang vuông ấy, hình thang vuông nó có có cái đường tròn nào mà nó đi qua tất cả bốn đỉnh của của cái hình thang vuông không? Đấy, tụt view thầy ơi không, không quan trọng. Vấn hôm nay là gọi là chữa vui mà một bạn thì cũng chữa thôi. Cần gì đâu mà, đúng không? Lúc nào thầy livestream mà lúc nào cũng trả nghìn bạn xem nhưng mà cứ chữa vui thôi. Được chưa? Này, quay trở lại bài toán đây là một cái hình thang vuông thì các bạn thử hỏi cho thầy xem nó có một cái đường tròn nào cứ đi qua tất cả bốn đỉnh của hình thang vuông không các bạn đã được học cái này chưa không bao giờ có đúng không không bao giờ có tức là ngay bước một của chúng ta nó không bao giờ có được các bạn không bao giờ xác định ở tâm của đáy của một một hình thang vuông đấy không tồn tại một cái đường tròn nào đấy mà đi qua tất cả bốn đỉnh của một hình thang vuông cả nhớ nhá à, không tồn tại được chưa thì chúng ta suy ra rằng là gì là không có không có bước 1 thì làm sao mà có tất cả ba bước này được không làm được bước một thì không có thì chúng ta chắc chắn là là bàn c đấy thầy hát bài mùa đông không lạnh nha thầy giờ thầy chỉ hát bài sau tất cả thôi đúng không các bạn hiểu ý thầy chưa các bạn hiểu ý thầy chưa muốn tìm tâm của một mặt cầu thì nó phải đi theo ba bước này nhưng mà rõ ràng bước 1 chúng ta không làm được rồi đã thì chứng tỏ bước 2, bước 3 không cần phải làm nữa cũng chả bao giờ tồn tại luôn đấy lưu ý chưa không tồn tại tâm của mặt cầu Tâm của đường tròn Ngoại tiếp đáy Thì sẽ không bao giờ có tâm mặt cầu nhớ nhá Lưu ý Được chưa Là câu 15C rồi nhá Câu tiếp theo là câu số 16 Câu 16 vui rồi Câu 16 là một câu về Hàm à, mũ Nhiều bạn bây giờ đang hơi yếu cái này đây Nhá à, 15C sai bật quạt cả đêm <laughs> Tiếp theo Câu 16 nào 16 đây là gì đây? Là cái bài toán về lũy thừa thôi. Đấy, được chưa? F tại A gì nó bằng này và người ta hỏi là tính M bằng F tại hai uh, F gì đây? 2019 mũ 2018. Ôi giời ơi, nghe có vẻ là số hơi vật vã một tí nhỉ. Đấy. Nó số hơi vật vã một tí nhưng mà về bản chất thì nó chẳng có cái vẹo gì cả. Các bạn chỉ cần rút gọn thằng này thôi. Bản chất của thằng này là các bạn phải làm gì? Là phải rút gọn uh, Rút gọn thằng này đã. Trước mắt các bạn phải bắt buộc phải rút gọn thằng này đã. Không rút gọn thằng này thì các bạn sẽ không tính được thằng này. Được chưa? Vậy rút gọn như thế nào đây? Các bạn chú ý này. FA bằng là thầy rút gọn luôn cho các bạn nhá, thằng này. Ở đây thì các bạn nhớ cho thầy có một cái công thức là gì? căn bậc m của a mũ n, các bạn nhớ công thức này chưa? Không nhớ công thức này thì không làm được. Là chuyển đổi từ căn mà về về lũy thừa, tức là bằng a mũ gì? n chia m, chuẩn men chưa? n chia m, tức là có có cách nhớ như sau. Cái thằng số ngoài nằm ngoài dấu căn này thì khi chuyển nó thì nó phải nằm ở dưới mẫu. Thằng nằm trong dấu căn thì nó phải nằm ở nằm ở tử, chuẩn men chưa? đã chuẩn men rồi đúng không? <laughs> Tiếp tục Ở đây thì các bạn chú ý rằng là gì nhỉ A mũ 2 phần 3 Thầy viết lại này A mũ 2 phần 3 đấy Nhân cho gì đấy Căn bậc 3 của A mũ trừ 2 Tức là A mũ trừ 2 phần 3 luôn Chuẩn men chưa Và trừ cho Căn bậc 3 của A Thì bằng A mũ 1 phần 1 phần 3 Thì các bạn sử dụng thầy công thức này thôi này Và chia cho gì A mũ 1 phần 8 Nhân cho gì đây Căn bậc 8 À căn bậc 8 thì có nghĩa là A mũ gì đấy A mũ 3 phần 8 luôn Nhớ nhá Số 8 này nó phải nằm ở mẫu Số mũ ở ngoài căn thì nó nằm ở mẫu nhớ nhá số mũ ở trong căn thì nó nằm ở trong tử thế thôi chắc chắn là công thức đấy không bao giờ sai được luôn a mũ 10 đây tiếp tục trừ 1 phần 1 phần 8 đấy rồi sau đó các bạn sẽ nhân phá ra cho thầy nhá nhân phá ra chúng ta có bằng bao nhiêu đây thằng này nhân cái này bằng bao nhiêu a mũ không đúng không đấy, cái này bằng a mũ không luôn nhân hai cái có cùng cơ số với nhau a mũ m mà nhân a mũ n đúng không thì bằng a mũ m cộng n chuẩn men chưa chả nhẽ bên này cái này phải viết lại nữa nhỉ thằng này nhân với nhau thì bằng a mũ không luôn nhớ nhá đấy, tiếp tục trừ cho gì nhở A mũ 2 phần 3 mà nhân cho A mũ 1 phần 3 thì bằng A mũ mũ 1 Đấy Chia cho gì đây A mũ 1 phần 8 mà cộng 3 phần 8 là A mũ 1 phần 2 Và trừ cho gì Trừ cho A mũ 0 luôn Chuẩn chưa Tức là đây nó sẽ là bằng gì 1 trừ A chia cho Căn A trừ 1 Đấy Ok chưa Đây đây đã xong chưa Rồi sau đó thì chắc, chắc chắn các bạn sẽ hiểu Đây là, là ở trên nó là một hàng đẳng thức Một hàng thức có nghĩa là nó bằng trừ của gì đây Thằng này này Trừ đảo ngược lại cho nó giống dưới dưới mẫu nhá Trừ cho cana trừ 1 đúng không? Nhân cho cana cộng cộng 1 đấy, chia cho cana trừ 1 chuẩn chưa? Được chưa? Cái này là hàng thức này, đổi lại dấu trừ cho nó giống ở mẫu thôi. Và đương nhiên chúng ta sẽ rút gọn cái thằng này đi. Nó chỉ còn lại là trừ của mừng ngoặc đơn. Cana cộng cộng 1 đúng chưa? Và sau đó thì các bạn nhớ rằng người ta bảo tính F tại thằng này, đây là a nó bằng này bằng cái này. Vậy F tại 2019 mũ 2018 thì bây giờ các bạn chỉ cần thay A bằng cái này là được thôi nhá. Chúng ta có bằng trừ này, căn bậc hai của a đúng không căn bậc hai của a mà a đây bằng thằng này nhá tức là thầy có là bằng 2019 mũ 2018 tất cả căn a đúng không căn thằng này và cộng cho một được chưa và đây, đây, bây giờ các bạn sẽ hiểu là căn bậc hai thì là mũ 1 phần hai tức là thầy sẽ rút rút gọn thằng này đi được là bằng mấy nhỉ là 2019 chỗ này là mũ 2018 đúng không Đấy, mũ 2018 thì chúng ta sẽ phải hiểu rằng là chỗ này có mũ phần 2 nữa. Thì chia cho 2 thì nó chỉ còn là mũ 10009 đúng không? Và cộng cho cộng cho 1. Đấy, phá ra thì các bạn sẽ biết ngay đó là đáp án đáp án D luôn. Đấy, ok chưa? Tiếp theo là câu số 17. Câu số 17. Được chưa? Câu 16 như thế đấy nhá. Đấy. Nó chỉ có thao tác về tính toán thôi Và sau khi các bạn đã hiểu rằng là muốn tính toán được thì phải làm sao là phải nhớ công thức riêng công thức này mà ông nào mà không nhớ là có nghĩa là tạch luôn này công thức này chuyển đổi từ căn và về lũy thừa là ông nào bảo thầy ơi em bây giờ nó có hoang mang công thức này là 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 là, là, là tạch rồi này được chưa thầy ơi dạy bấm máy đi thầy ơi bấm bài này bấm là còn lâu hơn bấm máy là phải là bài về thật kh sự khó cơ tí nữa sẽ có yên tâm nhớ nhá thầy gọi là cũng rất là đam mê về casio rồi yên tâm ok chưa À, đây là công thức tiếp theo nhá ông nào bây giờ mà không nhớ công thức này là có nghĩa là tạch luôn này chắc chắn luôn bỏ đi luôn đấy các bạn nhớ lưu ý nhá câu số 17 tìm tọa độ tâm đối xứng của đồ thị này úi giời tâm tâm đối xứng nhá tâm đối xứng của chỉ có hàm trong bậc ba thôi và các bạn hiểu cho thầy rằng đây là một hàm số bậc ba và tâm đối xứng của nó nó chính là điểm uốn của đồ thị luôn đấy, các bạn nhìn nhé tâm đối xứng của nó là đồ, là điểm uốn của đồ thị luôn được chưa và muốn tìm thằng này thì các bạn làm thế nào là các bạn phải tính đạo cấp hai ra đúng không thầy có này tính y phẩy đã trước đã đấy muốn tính y hai phẩy thì phải tính y phải đã trước đúng không ok úi rồi nhiều bạn tính nhanh nhở mình nhiều bạn tính nhanh thật đã, chưa gì là ra là bạn đê rồi rồi thật đấy thầy dạy tán gái đi thôi tán gái gì bữa nào Việt Nam vô địch chúng ta tán gái sao nhé ba x bình này đúng không trừ ba này đấy, y phẩy là như này đâu đúng không và y hai phẩy thì bằng gì là bằng bằng sáu x đấy và muốn tìm tọa độ tâm đối xứng thì nó giống như kiểu là tìm điểm uốn của đồ thị bạn và đối với đồ thị hàm số bậc 3 nó luôn luôn nhận điểm muốn lắm làm tâm đối xứng. Thì sau đó các bạn cho bằng không này. Đấy và x chắc chắn là bằng bằng 0. Được chưa? x bằng 0 thì các bạn nhìn thấy ngay và luôn chúng ta thấy rằng là trong bốn đáp án này nó chỉ có đáp án này bằng không thôi, ấy, đúng không? Và thích nữa thì các bạn thấy x bằng không vào đồ thị này thì y mấy? Y 1, đúng không? x bằng 0 y 1 thì đó là đáp án đáp án D luôn. Chuẩn men chưa? Ok chưa? Đấy là câu số 18 Tiếp tục này Úi rồi câu 18 bắt đầu là khó dần lên rồi đấy Nó hay lên rồi đấy Đấy Cộng mười tám nhá. Đây là người ta cho các bạn một hàm số bậc 4 trùng phương mà có chứa tham số m. Đấy các bạn nhìn thấy ngay và luôn không? Đấy. Được chưa? Đây là cho đồ thị của một hàm số bậc 4 trùng phương à cho hàm số bậc 4 trùng phương mà có chứa tham số m, đúng không? Có đồ thị Cm đấy. Bây giờ người ta hỏi này biết rằng mọi đường cong đều tiếp xúc với nhau tại một điểm <laughs> các bạn nhớ thầy câu này này câu này thực là câu gọi là câu cường điệu hóa trong uh, văn học thì người ta gọi là gì nhỉ trong văn học người ta gọi là phóng đại à, phóng đại và gọi là cường điệu hóa lên nhưng thực ra nó chả có cái gì cả không có cái gì có nghĩa là gì biết rằng mọi đường cong đều tiếp xúc với nhau tại một điểm đây chính là gọi là điểm cố định mà đồ thị của đường cong này nó đi qua đấy, gọi là tìm điểm cố định mà đồ, cái này nó luôn đi cao đi qua đấy ok chưa thế thì bây giờ chúng ta làm thế nào bài toán về tìm điểm cố định chúng ta làm quá nhiều rồi đầu tiên bước 1 là chuyển tất cả về một vế và về kia bằng không thầy có x mũ 4 được chưa chỗ này các bạn phá luôn cho thầy nhá trừ m x bình này đã trừ 2 x bình này đúng không trừ cho 2 m x này đúng không và và trừ 4 x được chưa cộng m cộng 5 trừ y bằng không đấy đây là chính là bài toán mà tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn luôn đi qua với mọi m được chưa phá hết ra và chuyển hết về một vế sau đó các bạn nhóm cho thầy nhóm có nghĩa là gì đây tất cả những cái gì có mờ thì chúng ta nhóm lại nhóm lại đặt nhân tử chung ví dụ chỗ này có mờ này thằng này có mờ thằng này có mờ đúng không đấy và thằng này cũng có mờ vậy thầy đặt mờ làm nhân tử chung được chưa mờ làm nhân tử chung thì trong ngoặc sẽ còn lại là gì đây à, chỗ này là cộng mới bình đúng không các bạn nhỉ hay trừ mờ nhỉ à, chỗ này cộng mới bình đúng. đúng không nhỉ đấy, các bạn xem lại nha nhật phá ra thầy đang nhìn qua màn điện thoại đấy x mũ bốn này cộng mới bình này trừ hai bình này để cho trừ 2 mx này đấy trừ 4x cộng 10 cộng 5 trừ y bằng 0. Ok rồi. Đặt mơ làm nhân tử chung trong ngoặc sẽ còn lại gì? x bình đúng không? Trừ đi 2x chuẩn chưa? Và và cộng 1. Đấy, được chưa? Đây là một thằng. Thằng thứ hai nó chính là cộng với vế còn lại, toàn bộ còn lại chúng ta bỏ vào một trong dấu ngoặc đó là bằng gì? x mũ 4 trừ cho gì? 2x bình chuẩn chưa? Trừ 2x bình trừ 4x. Đấy, cộng 5 và và trừ y thì bằng bằng 0. Được chưa? Ok Thế thì bây giờ các bạn nhớ cho thầy rằng là tất cả mọi dạng toán mà tìm điểm cố định Mà đồ thị luôn luôn đi qua với mọi mờ đều làm như thế này Bước 1 là gì? Là nhân hết phá hết tất cả ra và chuyển hết về một vệ Bước thứ hai là chúng ta nhóm mờ lại làm nhân tử chung Tất cả những cái gì có động chạm với mờ các bạn nhóm lại một chỗ Và những cái hệ số tự do các bạn cứ để lại một chỗ Và để nó cố định luôn luôn đi qua Thì chúng ta phải hiểu thằng này phải bằng không và thằng này cũng phải bằng không Đấy, được chưa? Cái này bằng 0 và cái này bằng 0 và các bạn giải luôn thằng này này. Các bạn nhìn luôn cho thầy này. x bình trừ 2 cộng 1 bằng 0 đúng không? Thì nó chính là x chữ 1 tất cả bình bằng bằng 0. Được chưa? Và cái thì về thứ hai bằng 0 thì các bạn sẽ giải luôn cho thầy này như sau. Cái vế đầu là chúng ta sẽ suy ra x bằng 1 luôn. Được chưa? Vế đầu các bạn sẽ suy ra đây là hàng thức mà. Đấy, x bình trừ 2 cộng 1 này bằng 0 thì x bằng 1. Sau đó muốn tìm y thì chúng ta phải làm thế nào? Tìm y thì các bạn phải thay x bằng 1 vào đây. Đây, chúng ta có tính nhanh này, 1 này, 2 này, 4 này, cộng 5 đúng không? Đấy thì bằng với y. Đúng không? Thay x bằng 1 vào đây mà tìm được x xong rồi các bạn thay x bằng 1 vào đây chúng ta sẽ tìm lại y bằng y bằng 0. Vậy chúng ta kết luận cho thầy là điểm A tọa độ là 1 0 là cái điểm cố định, là điểm cố định nhé Đấy, cố định. Mà đồ thị này luôn luôn đi qua với mọi m. Nó là, là điểm cố định mà đồ thị này nó luôn luôn đi qua với với mọi m, được chưa? Đấy, trong này người gọi là cường độ hóa lên một tí người gọi là mọi đường cong đều tiếp xúc với nhau tại một điểm. Thực ra đó chính là điểm cố định mà đồ thị nó luôn luôn đi qua với mọi bờ được chưa học văn học chúng ta biết là gọi là cái gì phép so sánh phóng đại <laughs> hoặc là cương điệu hóa lên đúng không nhưng thực ra thì nó chả có cái vẹo gì cả đây là điểm cố định nhá xong chưa chắc chắn rồi đúng không bây giờ các bạn hiểu viết phương trình tiếp tuyến chung Đấy, viết phương trình tiếp tuyến a à, động chạm để viết phương trình tiếp tuyến đúng không nó động chạm để tiếp tuyến thì các bạn nhớ này mọi phương trình tiếp tuyến đều có dạng là y bằng f phẩy tại x không đúng không nhân x x không và và cộng cho gì cộng cho y y không đúng chưa À, đây là mọi phương trình tiếp tuyến của một đồ thị hàm số luôn luôn có dạng như thế này thế thì bây giờ các bạn hiểu này nó bảo, tại điểm đó tại điểm đó là tại cái quái gì là tại điểm a luôn thì cái này đóng vai trò là không và thằng này nó đó, đóng vai trò là lấy y không đấy tìm được hai cái rồi đúng không thế cái còn lại nó chính là f phẩy tại x không thì các bạn chỉ cần thay x không vừa tìm được đó chính là chúng ta thay bằng x bằng một vào phương trình đạo hàm của nó đúng không thì chúng ta có thể như sau đạo hàm y phẩy bằng gì đây y chính là bằng các bạn tính đạo hàm thằng này ra nhá thì chúng ta có 4 x mũ ba đúng không cộng cho 2 mx đúng không? Trừ 4x đúng không? mx bình à, Ok tính thằng này đi tính thằng này như dễ này Là 4x mũ 3 này Nhớ lại nhá 4x mũ 3 mà cộng cho 2 thừa số cho m trừ 2 nhân x đúng không? Và cộng cho trừ cho 2 nhân cho m cộng 2 Được chưa? Đạo hàm tính thằng từ thằng này ra nhá Đây là đồ thị gốc của nó này Tính đạo hàm cấp 1 thì chúng ta sẽ suy ra y phẩy nó như thế này Đấy, và sau đó các bạn phải tính ra thời F phẩy tại x0 tức là gì là F phẩy tại tại 1. Các bạn tính vào đây. Chúng ta suy ra cho thầy nó là gì nhỉ? Là y phẩy của nó bằng mấy? Thay một vào đây này. Đúng không? Thì cái này thì x bằng 1 2 x 10 trừ 2 trừ cho thằng này thì các bạn xem bằng mấy đây. Các bạn thay vào thầy nhá, F tại 1 bằng mấy nào? x thay bằng 1 vào nhá, chúng ta có. Đó là 4 này, đúng không? Cộng với 2m 4 này đúng không? Chỗ này là trừ 2M và, và trừ 4 Chuẩn men chưa? Chuẩn men chưa? Đấy, vậy chúng ta phải hiểu là thằng này bằng 0 này bằng 0 này đúng không? 4 trừ 4 hết thì còn lại là trừ 4 Đấy, chúng ta tìm ra ba cái chưa? Tìm ra ba đại lượng rồi Sau đó các bạn sẽ thay vào cho thầy là Y bằng F phẩy tại 0 là trừ 4 Nhân X trừ 0 là X trừ, 1 Đúng không? Và cộng cho Y 0 là cộng cho 0 luôn và sau đó các bạn phá ra thì bằng mấy nhỉ? Là trừ 4x và và cộng 4 đúng chưa? Đây chính là phương trình tiếp tuyến chúng ta vừa tìm xong y bằng đấy ok chưa thầy đọc chậm thôi đấy đọc chậm đây là còn gì nữa y chính là bằng trừ 4 x cộng 4 thì đó chính là bán gì nó chính là đáp án b ok chưa đấy, nhìn đây nhá các bạn chưa nhìn rõ thì hoặc là các bạn ghi chậm thì các bạn nhớ chụp lại màn hình sau đó các bạn ghi nhá xong chưa đấy, bài này nó có gì đâu mà khó viết phương trình tiếp tuyến là cái bài toán dễ nhất của mặt trời này luôn cả hệ mặt trời này là dạng dễ nhất của cái chương một là dạng động trạng về phương trình tiếp tuyến chỉ cần nhớ thầy là cái dạng của nó là f phẩy tại không nhân x trừ y không và cộng y không ba cái đại lượng chúng ta cần phải xác định trong bài này nó dễ nỗi là nó phải cho luôn cái hai đại lượng là x không và y không nó bằng một và không như lúc nãy rồi nhá x không y không nó chính là tọa đồ điểm ma này luôn đúng không đấy mấy bài này khó thế trả vào đầu nổi úi trời ơi có cái gì đâu bây giờ mà ông nào mà không viết được phương trình tuyến nữa thì còn gì đâu đúng không thầy nói lại một lần nữa này Chúng ta tìm ra cái điểm cố định của nó là điểm A tọa độ 1 không rồi nhá. Và bài này nó bảo là viết phương trình tiếp tuyến đấy của đường cong ấy tại điểm đó, tại điểm đó có nghĩa là x0 bằng 1 và y0 bằng bằng 0. Xong chưa? Tìm được hai cái rồi cả một phương trình tiếp tuyến chúng ta cần biết ba thứ mà trong đó thì chúng ta giải một phát là gì nhỉ? Giải một phát là chúng ta sẽ suy ra thầy là nó là là, là là là, là, x0 bằng 1 và y0 bằng 0 rồi. Ok chưa? Tiếp tục, f' tại 0 thì phải làm gì? Là thay x0 bằng 1 này vào phương trình y phẩy. Thay vào đây rồi này, tính như phải ra xong thay x bằng chỗ nào có x các bạn thay bằng bằng một vào thì nó sẽ ra ra ngay đấy giọng thầy ngọt vậy tán vãi tán gái thì đổ trổng cành Úi trời ơi <laughs> ước được như thế đây nhá ước được như thế sao chưa có link đề không thầy link đề ở trên câu caption rồi các bạn xem về đi nhá bạn nào muốn nhận file pdf có đáp án lời giải chi tiết thì các bạn sẽ sau đó buổi này thì thầy sẽ gửi các bạn các bạn kích vào đường link phía trên nhá easy đúng không tiếp tục câu số 19 chín tìm tung độ giao điểm ui giời tung độ giao điểm có nghĩa là bây giờ chúng ta phải nhớ cho thầy là có động chạm đến từ giao điểm đúng không các bạn động chạm đến giao điểm thì chúng ta phải làm như thế nào nhỉ là chúng ta phải viết phương trình hoành độ giao điểm ra đúng không tức là thầy có này x mũ 3 trên 3 cộng với x bình trên 2 trừ 2x đúng không thì nó phải là bằng với trừ 9/4 x và và trừ cho 1/24. Đấy cứ động chạm đến giao điểm là một này. Động chạm đến cắt là hai thì các bạn cần phải làm gì các bạn nhỉ? Là viết được phương trình hoành độ giao điểm ra. Đây nhá Là viết phương trình hoành độ giao điểm nó ra Thì chúng ta có thầy như thế này Đó các bạn giải ra bình thường thôi Cái này bấm máy tính được mà Chúng ta có này Chuyển về đổi dấu đã X mũ 3 trên 3 Cộng với x bình trên 2 Chỗ này chuyển về đồng mấy đây nhỉ Chỗ này là trừ 8 phần 4 đúng không phần 4 mà trừ 9 phần 4 Có nghĩa là còn lại trừ 1 phần, phần 4 x Đúng không Chuyển về đổi dấu cộng mà À cộng chứ cộng, cộng 1 phần 4 nhỉ Cộng 1 phần 4 x Đấy và cộng cho 1 phần 1 phần 20, 24 thì bằng 0 Đấy bây giờ các bạn sẽ bấm máy tính xem, xem là nó như thế nào nhá Đề quen thế đề của trường Kim Liên Nói rồi bảo đề quen thế 153 đi các bạn nào A bằng 1 phần 3 này 1 chia 3 bằng này à, 154 chứ nhỉ Xin lỗi 154 Đấy bấm nhá 1 chia 3 bằng này Đúng không 1 chia 2 bằng này C là 1 chia 4 bằng này Và 1 chia 24 bằng Đấy Được chưa Các bạn xem là nó có mấy nghiệm nào một nghiệm trừ 1 phần 2 ok một nghiệm x bằng các bạn ghi vào nhá trừ 1 phần 2 là một nghiệm nào còn xem có nghiệm nào nữa không ơ ờ, có mỗi một nghiệm nữa à ui thế khỏe quá x bằng trừ 1 phần 2 đúng không x bằng trừ 1 phần 2 là có một nghiệm duy nhất thôi bây giờ muốn tìm ra bảo người bảo tìm tung độ tung độ có nghĩa là gì đây là tìm y thôi khi nào người ta hỏi là tìm hoành độ thì chúng ta mới tìm x bây giờ tìm tung độ thì chúng ta sẽ tìm ra được cho thầy rằng là, là x bằng trừ một phần hai rồi thì các bạn sẽ thay vào đây này thay vào phương trình này nó dễ hơn so với việc thay vào đây nhớ nhá Đấy, à, các bạn thay vào đây thì thấy có là trừ 9 phần 4 đúng không? Nhân x có nghĩa là nhân trừ 1 phần, phần 2 và trừ cho 1 phần 24. Thì đó là đáp án nào các bạn nhỉ? Các bạn mới tính thôi. Nào bấm 1 1 đi. Các bạn có thể nhầm, nhầm được không nhỉ? À, là bằng 9 phần 8 mà trừ cho 1 phần 24. Đúng không? À, 9 chia 8 nào. 9 chia 8 trừ 1 chia 24. Đấy bằng mấy nào? Bằng 13 phần 12. Đó là đáp án D. Đấy ok chưa? Được chưa? Đấy, rất là đơn giản đúng không nhỉ? Tiếp tục câu số 20. Câu số 20. Tìm gì đây? Đạo hàm của hàm số này. Ok, đạo hàm của hàm số này đây. Thầy có đề lớp 11 không ạ? À? Thầy thừa đề lớp 11 luôn, có rất nhiều luôn nhớ nhá. Câu 20. Tìm đạo hàm của hàm số này. Đấy, đạo hàm hàm số này nhớ rằng ở đây là tổng các đạo hàm đúng không? Chúng ta có đạo hàm của tất toàn bộ thằng này này đúng không? thì nó chính bằng tổng các đạo hàm có nghĩa là bằng đạo hàm của loga theo cơ số à, lốc của em quý chứ không phải là loga nữa tất cả đạo hàm mà cộng cho đạo hàm của hai mũ gì đây hai x cộng một tất cả gì tất cả đạo hàm đúng không? Đấy. và đương nhiên là chúng ta phải hiểu được thầy các công thức đạo hàm của thằng này thì nếu như bạn nào chưa chưa nhớ thì thầy nhắc lại các bạn luôn này đó là loga theo cơ số a của b mà tất cả phẩy thì bằng gì? có bạn nào quên công thức này chưa? các bạn nào quên công thức này chưa? thì bằng b phẩy chia cho b ấy. B nhân lên A Đấy, đấy chưa? B phẩy trên B lên A Đó là đạo hàm của loga theo cơ số A của B Đúng không? Vậy trong bài này thì đạo hàm của loga theo cơ số ở à, đây là lốc luôn nhé các bạn đọc lốc luôn có nghĩa là cơ số 10 nhé có nghĩa là cơ số 10 rồi đấy người ta không thích viết vào thôi lốc của mx đấy tất cả phải đúng không? Thì rõ ràng cái này nó đóng vai trò là B luôn. Thì B phẩy nó chính là bằng gì? B phẩy là MX đạo hàm thì cũng bằng MX luôn đúng không? Chia B lên A tức là MX nhân cho len của len của 10 nhớ nhá. Cơ số đây là cơ số 10 bởi vì rõ ràng lốc thì có nghĩa là người ta không viết cơ số vào thôi. Nhưng các bạn vẫn phải ngầm hiểu đây là nó là cơ số 10. Được chưa? MX gì nhỉ? MX nhân cho uh, B phẩy chia B lên A nhớ nhá. Đó, thằng là MX trên MX đúng không? Phải rút gọn thằng này đi thì nó chỉ còn lại là, là một chia cho đó. len 10 thôi nhá. Là một chú. Chú thứ hai đó chính là đạo hàm của thằng này. Đấy, hai mũ, 2 mũ thì bằng gì các bạn nhỉ? Chúng ta có thầy là đạo hàm của A mũ x đúng không các bạn nhỉ? A mũ. Đây là 2x cộng cộng mấy đây các bạn nhỉ? 2 mũ x cộng uh, 1 đúng không? Chúng ta có đạo hàm của A mũ tất cả phải được chưa? Đấy, thì bằng gì nhỉ? Bằng u phẩy nhân cho A mũ và nhân cho len của A. Đấy, ok chưa? Thì bây giờ các bạn lắp vào thôi công thức này thầy vừa làm vừa nhắc lại các bạn kiến thức đấy Chúng ta có 2 mũ 2x cộng 1 tất cả phẩy đúng chưa Thì thằng này nó đóng vai trò là u các bạn này Thì đạo hàm của thằng này ra thì bằng mấy 2 cộng 1 đạo hàm thì bằng bằng 2 Nhân cho 2 mũ 2x cộng 1 và nhân cho len 2 Được chưa và hai thì bằng 2 mũ một luôn các bạn này nhân vào với nhau chúng ta sẽ suy ra được cuối kết quả cùng là bằng hai mũ 2 x cộng 2 và nhân cho len của hai luôn đúng không thì đó chính là đáp án d được chưa? Đáp án D. Chúng ta làm xong rồi biết ngay mà. Được chưa? Đấy, đó chính là đáp án D. Tiếp theo là câu số 21 đúng không nhỉ? 21. Đấy. <laughs> Có bạn nào sai câu 21 này không? Có biết biết làm chưa đã không phải biết làm chưa đã không phải là sai đúng không? Câu 21. <laughs> cho hàm số y bằng fx có đạo hàm nó nhỏ không Đại, đạo hàm nhỏ không với mọi x thuộc r thì cái này các bạn sẽ biết là tác dụng của thằng này là như thế nào có bao nhiêu giá trị nguyên của m nguyên nhá của m các bạn chú ý với thầy là uh, các cái gọi là gì nhỉ cái key của nó cái key của nó mỗi một bài thì nó sẽ có các key có nghĩa là các từ khóa ấy nhá có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình này là có nghiệm với x thuộc r Đấy. thì rõ ràng bài này gọi là gì đây người ta cho các bạn là hàm hàm đặc trưng rồi đúng không đặc trưng thì các bạn nhớ thầy rằng là f phẩy x nó nhỏ hơn không thì chứng tỏ là phương trình này nó giống như kiểu một cái hàm số đặc trưng mà người ta đã cho sẵn các bạn vậy đã chia chia sẻ gì đấy ok chúng ta có f của sin mà cộng cho cốt của 2x đúng không thì nó chính là bằng fm và phương trình này muốn có nghiệm phương trình này có nghiệm khi x thuộc r thì tương đương với phương trình này phải có nghiệm này sin cộng với cốt của 2x nó phải bằng bằng m phương trình này nó phải có có nghiệm đấy được chưa có nghiệm với mọi x gì nhỉ thuộc thuộc r nhớ nhá đấy, có nghiệm với mọi x thuộc r thì bài này chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta làm bài này có rất nhiều cách cách thứ nhất là các bạn phải nhớ thầy như sau công thức cốt 2x là bằng gì nhỉ bằng hai cốt bình x trừ một hoặc là một trừ cho hai sin bình x đúng không và cộng sin x thì bằng bằng m cũng là phải có nghiệm với mọi x thuộc thuộc r và đương nhiên bây, đến bây giờ thì chúng ta có thể đặt ẩn phụ được rồi chúng ta có thể đặt cho thầy này ở đây thì các bạn đặt cho thầy cái sinh này bằng t đi được chưa chúng ta có thể đặt cho thầy cái sin này bằng bằng t ok chưa như bạn hỏi tại sao ra thằng này bởi vì rõ ràng nó là dùng công thức về về hàm đặc trưng hàm đặc trưng Đấy, bài này người ta cho là nghịch biến rồi nhá f x nó nhỏ hơn không với mọi x thuộc r thì có nghĩa là nó là hàm số nghịch biến thì chúng ta sẽ suy ra thầy là f của thằng này bằng f của thằng kia thì chứng tỏ là sin x cộng với cos x phải bằng m đó là điều chắc chắn ạ giống như kiểu hàm đặc trưng thôi ok các men đi ngủ nên tụt view thầy ơi cái đấy có quan trọng gì đâu nói chung các bạn cứ học việc các bạn đi một bạn thì xem thầy vẫn dạy mà thầy xem là khi nào cuối cuối nó dạy cho nó ít ít cho nó chất đúng không nhỉ về cuối này về ít cho nó chất đặt sin x bằng t thì với điều kiện là t này các bạn nhớ như thế này x nó chạy trong r thì t này nó phải có điều kiện đó là gì là t này nó phải thuộc gì nhỉ thuộc đoạn từ trừ một cho đến một nhớ nhá tại sao lại thuộc đoạn từ trừ một đến một thì các bạn nhớ như thế này là cái lớp 11 chúng ta đã học về lượng giác rồi và học lượng giác có nghĩa là gì chúng ta phải khẳng định như thế là cái sin x của chúng ta nó chỉ có dao động trên đoạn từ trừ một đến một thôi nó không bao giờ vượt quá ngoài đoạn này là đúng không nó không bao giờ nó vượt qua ngoài đoạn này cả được chưa vậy tương tự là chúng ta phải hiểu rằng là bài này để phương trình có nghiệm thì Phương trình này nó phải có nghiệm này Tức là trừ 2T bình cộng T Đấy, cộng 1 đúng không? Bằng M nó phải có nghiệm Đấy, phải có nghiệm Nó chạy đúng đoạn từ trừ 1 cho đến cho đến 1 Đấy, được chưa? Và đương nhiên bây giờ chúng ta có thể sử dụng máy tính Và muốn có nghiệm được thì suy ra M của chúng ta phải làm như thế nào nhỉ? Nó phải lớn hơn hoặc bằng min của thằng này Đúng không? Min của thằng này này Và nhỏ hơn hoặc bằng max của thằng này Được chưa? để phương trình này có nghiệm thì suy ra là cái m của chúng ta nó phải nằm giữa cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của thằng này và có dấu bằng bởi vì rõ ràng là t của chúng ta cũng có dấu bằng. Ok chưa? Đấy, bây giờ chúng ta bấm máy tính thôi. Bây giờ muốn tìm ra giá trị min max của thằng này thì các bạn bấm máy tính cho thầy nhá. Một gì nhỉ? Một bảy thôi. Đấy, một bảy trừ hai x bình cộng x đúng không? Cộng một Đấy, bằng đi. Gới các bạn bỏ qua nhá. Ờ... À, tắt đây là bằng gì đây? Vì chạy nương đoạn từ -1 đến 1 thì chúng ta có x bằng -1, start bằng -1, n 1 và step chúng ta là lấy cái cuối trừ cái đầu và chia 19 thì thấy có luôn là 2/19 đúng không? Đấy, bằng một phát thôi các bạn xem suy nghĩ ngay nào. Nhìn cái cột fx này này. Cái giá trị min mắc của nó là bằng ngoài đây. Chữ -2 nhá. Chú ý thấy các -2 đấy. Chữ -2 và mấy đây? Úi giời ơi, -2 và và 1, mấy đúng không các bạn Các bạn xem này. Đấy, -2 là có bằng nhá và 1, mấy mấy đúng không? Ok chưa? Tức là m của chúng ta nó sẽ lớn hơn hoặc bằng trừ 2 và nó nhỏ hơn hoặc bằng mấy nhá? 1,10 mấy đúng không? Thì qua xem là m có bao nhiêu giá trị nhá. M bằng là mấy nào? Trừ -2 này, trừ -1 này, 0 này và và 1 đúng không các bạn nhỉ? Đúng chưa? Đấy, vậy chúng ta sẽ suy ra có mấy giá trị nhỉ? Là có bốn cái đúng không các bạn nhỉ? Ok chưa? <laughs> Muốn phương trình này có nghiệm có nghĩa là nó sẽ chuyển về một cái bài toán là bài toán về về tương giao. À, tương giao muốn có nghiệm được thì nó phải cắt được bởi vì rõ ràng là cái thằng này nó là một đồ thị các bạn này nó là đồ thị của parabol đấy muốn có nghiệm có nghĩa là đường thẳng y bằng m các bạn nhớ nhá cái đường thẳng y bằng m của chúng ta là phải cắt cái, thằng này cắt được có nghĩa là nó sẽ nằm trong khoảng giá trị min max của đoạn này khi t chạy đến đoạn từ trừ một cho đến cho đến một được chưa Ok chưa? Bài này là bài về toán về về tương giao, là bài toán về tương giao chúng ta đã làm rất rất nhiều lần về cái bài này rồi nhá. Câu số 21 được chưa? Bạn nào chưa hiểu chỗ nào tí nữa chúng ta share về cho các bạn xem lại nhá. Nếu như còn thời gian thì tí nữa cuối thì thầy sẽ nói lại cho các bạn. Ấn máy thầy ơi. Ui giời bài này chưa ấn máy được. Nói chung có phải lúc nào ấn máy đâu. Chỗ nào nhỏ không để làm gì nhỉ? Như nào nhỉ? <laughs> được chưa? Câu tiếp theo là câu số 22 này nào. Câu số 22 là một câu về hình học rồi. Uh, cho hình chóp này là có đáy là hình vuông cạnh ra vuông góc với đáy ôi giời bài này là lại bài uh, đơn giản rồi cứ có hình vuông là sướng lắm rồi các bạn cứ cho hình vuông là sướng lắm rồi có đáy có ra vuông góc với đáy đây ok chưa vẽ hình ra nhá vẽ nhanh tốc độ cho thầy thôi s này đúng không a b c và d được chưa s a b c d nhá vuông góc ở đây đúng không rồi cạnh ra vuông góc đáy ra bằng a căn hai thằng này là a căn hai các bạn cứ ký hiệu vào nhá đi có chấm hình đâu mà lo Tiếp tục biết thể tích khối chóp này bằng uh, thằng này Thể tích khối chóp thì các bạn nhớ thầy là V chóp bằng gì đây V chóp nó chính là bằng gì nhỉ 1 phần 3 diện tích đáy Mà nhân cho nhân chiều cao đúng không Thì nó chính là bằng căn 2 phần 3 Căn 2 phần phần 3 Đấy và từ đây chúng ta sẽ suy ra được cho thầy là diện tích đáy đúng không Diện tích đáy đây là 1 phần 3 các bạn này Cho này là căn 2 trên 3 thì các bạn bỏ 3 đi đúng không Bỏ hết 3 đi Chúng ta sẽ có diện tích đáy đó chính là lấy căn 2 mà chia cho chia cho H Đấy tức là bằng căn 2 chia cho gì nhỉ À, chia cho a căn 2 là được chưa? Thì rõ ràng là diện tích đáy của chúng ta đấy các bạn nhớ là bằng mấy các bạn nhỉ? Diện tích đáy là bằng mấy? Đây là a mũ 3 nhá. A mũ 3 thì các bạn sẽ tiệt tiêu kiểu gì nó cũng thể ra được bằng a bình mà. A bình. Đó, diện tích đáy bằng a bình thì chúng ta sẽ suy ra là đáy của nó là là một hình vuông đúng không? À, chỉnh chỉnh cam đi thầy ơi, chỉnh cam cam sao đó bình thường mà. Đáy của nó là một hình vuông mà có diện tích bằng a bình thì chúng ta sẽ suy ra mỗi cạnh của nó là bằng bằng a. Đấy, được chưa? Mỗi cạnh của nó là đều bằng bằng a. Thế bây giờ người ta là tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp này, bán kính mặt cầu ngoại tiếp thì có nghĩa là chúng ta phải tìm vào tâm của nó đã đúng không? Tìm tâm thì bây giờ các bạn tìm đơn giản thôi. Đầu tiên, giao điểm của hai đường chéo nó là tâm của cái gì nhỉ? Đường tròn đáy. Đây được gọi là điểm Y đi, được chưa? Gọi là điểm Y. Bước 1, để tìm được mọi cái bài toán mà liên quan đến tâm của một mặt cầu ngoại tiếp chúng ta đều tiến hành theo ba bước. Bước 1 là các bạn phải tìm cho thầy cái tâm của đáy. Trong bài này nó là hình vuông, suy ra tâm của đáy nó là giao điểm của hai đường hai đường chéo đủ chưa sau đó thì chúng ta dựng cho thầy một cái đường thẳng nó vuông góc với đáy và đương nhiên là nó phải song song với SA các bạn bởi vì đề bài này là người ta đã cho SA vuông góc với đáy rồi đúng không thì suy ra cái đường thẳng chúng ta cần dựng đó sẽ là vuông góc với đáy và nó cắt cái SC tại một điểm thì thầy gọi đây là điểm điểm O và nếu như bạn là nhảy số nhanh chúng ta sẽ suy ra thầy O này nó chính là tâm của mặt cầu ngoại tiếp quả hình chóp này luôn Đấy, tâm của mặt cầu điểm O này chính là tâm luôn tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp này luôn được chưa? Điểm Y này nó chỉ là tâm của đáy thôi. Tức là bài này nó dễ nỗi là các bạn không phải dùng bước thứ ba. bước thứ ba là gì? Là chúng ta phải dựng một mặt phẳng trung trực của một cạnh bên nó cắt cái đường thẳng chúng ta vừa dựng ở đâu thì đó là tâm của mặt cầu. Nhưng mà bài này không cần động chạm với bước thứ ba. Nó cắt một phát là chúng ta sẽ suy ra thầy đó ra là, chính là gì? Ô này nó chính là trung điểm luôn các bạn. Thế nhiều bạn hỏi là vì sao lại trung điểm? Thì giải thích rất đơn giản thôi. Chúng ta có thể suy ra nhanh là OI nó là đường trung bình của tam giác gì nhỉ? Tam giác SAC này các bạn này. Các bạn nhìn thấy Nó là đường trung bình bởi vì Y nó là trung điểm. Đó, được chưa? Y là trung điểm nhá. Và SA nó sẽ song song với OI, đúng không? Vì vuông góc với đáy mà. Đấy. Được chưa? Thì nó đều là như thế. Ok chưa? Vậy bây giờ chúng ta muốn tìm bán kính có nghĩa là gì đây? Tìm bán kính của nó có nghĩa là chúng ta sẽ tính SC ra, đúng không? Rồi sau đó thì chia đôi nó ra thì đó chính là là bán kính. Bán kính của chúng ta đây là O R ra nhá. Nó là bằng OS này rồi OA này đúng không OB OC OD vân vân tóm lại là các bạn chỉ cần tính hết SC thôi sau đó các bạn chia đôi là sẽ ra ngay đấy được chưa S đáy sao ra được như vậy? Ôi, S đáy bằng 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao đây bằng căn 2 trên 3 đây này. Thì 3 với 3 hết đi. Thì còn lại căn 2 chia cho A căn 2. Đấy, đấy A mũ 3 đây các bạn này. Nhân A mũ 3 lên thì các bạn sẽ suy ra ngay mà. Diện tích đáy bằng A bình. Ok, cho căn 2 với căn 2. Căn 2 hết mà. Diện tích đáy bằng A bình thì suy ra là cạnh đáy bằng A thôi. Ôi giời chỗ đấy nơi đấy nào Rồi sau đó các bạn sẽ dùng cái gì để chúng ta tính SC đây nhỉ Dùng Pythagore đúng không Chúng ta có SA là bằng A căn 2 Thằng này cũng là bằng gì nhỉ Là bằng A căn 2 Đúng không Đấy tức là tam giác SAC của chúng ta Nó là tam giác vuông cân Vuông cân Dễ dàng tính ra nhanh, nhanh Đó là SC này bằng mấy Bằng 2A Đúng không thì Các bạn sẽ tính ra nhanh nhanh nhé Nếu bạn nào tính chậm thì các bạn sẽ tính cho thầy như sau SC là bằng căn bậc hai của gì SA bình Cộng cho ACB đó, chuẩn chưa, chưa? Bằng cắt bằng hai của ạ. SA bình là bằng mấy đây? Là bằng 2A bình cộng tiếp cho AC. AC cũng là bằng A can 2 thì bình lên nó vẫn là bằng 2A bình. Bằng mấy? 2A bình cộng 2A bình thì bằng 4A bình thì cắt nó ra thì bằng bằng 2A. Đấy, tức là toàn bộ thằng SC này các bạn này là bằng 2A. Đúng không? Thì suy ra là bán kính của nó là phải chia đôi ra là OS này bằng bằng A. Vậy đáp án chính xác của ta là là đáp án C. Được chưa? Đó chính là đáp án C. Xong chưa? Tiếp tục nào Đó là câu số 23 Đấy, Câu số 23 nhá Cho lô ga thằng này bằng A Cho loga thằng này bằng B Biểu diễn thằng này theo A và B Đúng không các bạn Ui giời bài này thì có thể làm tay hoặc làm máy cũng được các bạn nhá Cái này làm tay hoặc là hoặc là máy đều được hết Đấy, Tuy thích của các bạn các bạn nếu mà muốn làm máy thì làm sao nhỉ? Thì chúng ta bấm thằng này ra thôi đúng không? Thằng này là chúng ta, các bạn phải lưu ở biến A, thằng này lưu ở biến B, rồi thằng này là lưu ở biến biến C. Đấy, sau đó thì chúng ta kiểm tra thấy bốn đáp án này thì thằng nào ra là ngay thôi mà. Đấy, ok chưa? Câu 23 bạn nào làm ra được rồi không? Máy cho nhanh, máy này máy cũng được. Đấy các bạn làm máy thì các bạn phải nhớ cho thầy là chúng ta biết cách bấm như sau. Thầy giải các bạn cái cách bấm bài này này. Là thằng này các bạn phải mặc định là lưu ở biến A, thằng này lưu ở biến B đúng không? Và thằng này lưu ở biến C và sau đó các bạn kiểm tra lại xem là nó có đúng hay không. là các bạn hãy kiểm tra này. Là, bây giờ các bạn bấm nhá. Ví dụ log 5 của 2 tức là Loga theo cơ số 5 của 2 đấy. Được chưa? Bấm bằng một phát là các bạn lưu biến A là bấm ship store là lưu biến A nhá. Tiếp tục biến B là gì đây loga theo cơ số 5 của 3 thì bấm 5 của 3 đây đấy bằng một phát là bấm ship to b à, lưu ở bên c b được chưa được chưa bây giờ cái thằng này các bạn lưu ở bên c cũng được chúng ta có cơ số 5 này của gì đây phân số này 4 căn 2 4 căn 2 chia cho căn của 15 được chưa bấm bằng phát là các bạn lưu ở ship to c đấy và bây giờ các bạn sẽ sẽ kiểm tra lại xem là trong những cái thằng này xem là cái nào ra đúng bằng C đấy nhá các bạn phải hiểu thằng C này thằng C là thằng nào đây ship C này đồng mấy đây 0,235 nhá các bạn phải lưu ý thầy thằng C này này thằng này C là bằng 0,235 đúng không đúng 0,235 chưa là thằng C chúng ta hiểu là thằng này nhá thằng này là thằng C bằng 0,235 này vậy muốn biết đáp án nào đúng thì bây giờ các bạn phải kiểm tra xem này nhưng thằng nào mà nó ra bằng 0,235 này là đó là đáp án đúng đúng không như bạn comment đáp án D vậy thầy sẽ thử cho các bạn rằng là là gì đấy nhỉ thằng này xem có đúng bằng 0,235 không nhá các bạn kiểm tra này phân số 5A đúng không? 5A này chúng ta gọi biến A ra 5A này Trừ B là trừ B này đó, trừ 1 này Đúng không? Và chia cho thằng 2 Xem có đúng bằng 0 không Thì chúng ta biết ngay mà Đấy được chưa? Kiểm tra một phát là nó sẽ ra ngay Đó là đáp án D luôn Đúng không? <laughs> Bấm máy là làm được thêm mấy câu nữa rồi đúng không? Nói chung là kiểm tra hết mà Muốn biết đáp án Giả sử đáp án B xem đúng hay sai nhá Một đáp án B đúng hay sai Chúng ta phải kiểm tra xem là Thằng này chỉ chuyển thành dấu 1 đúng không? Cộng 1 đúng không? Anh kiểm tra xem nó đúng bằng 0.235 hay không là được ngay mà. Bằng. Đấy, sai chưa? Đấy, vì đó chính là đáp án D. Bấm máy đấy, còn làm tay thì vẫn làm được thôi, chẳng sao cả. Được chưa? Ship store nha, ship store, ship store là chúng ta sẽ suy ra ngay lưu là có nghĩa là bấm ship và bấm store. Đấy, store là nút cái này, này các bạn này. Đấy, RCL nữa này, này. RCL là bấm lưu nhá, lưu à A. Được chưa? Bài này thì thực ra là máy làm tay được hết, làm tay thì phải tách nó ra. Được chưa? Nhưng mà bài này thì nó dễ không cần phải làm quá nhiều đâu thì chúng ta thời dành thời gian để làm bài phía sau. Câu tiếp theo là câu số 24. Cho hàm số fx bằng cái này. Khẳng định nào sau đây đúng? Khẳng định nào sau đây đúng? Hàm số đồng biến, biến trên R, hàm số nghịch biến trên R, hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định và hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định đúng không? Thì sau khi các bạn đọc xong câu 24 này các bạn phải hiểu rằng loại đáp án A và đáp án B bởi vì nó không bao giờ đồng biến hay nghịch biến trên R được hết. Thằng này luôn, luôn có tập xác định là gì? Là khác một đúng không? Nó chỉ có hai đáp án này thôi. Đấy, hai đáp án này thôi. Và muốn biết là đáp án nào đúng thì chúng ta phải tính đạo hàm nó ra thôi. Y phẩy các bạn nhìn thấy y phẩy ở mấy đây? Y phải nhá. Bằng trừ 2 trên cho trừ x cộng 1 tất cả bình đúng không? Thì nó nhỏ hơn không? chưa chưa? Để chứng tỏ là nó luôn luôn gì? Nó nghịch biến đây, đúng không? Nó nghịch biến sao đồng biến được nhỉ? Câu 24 cơ mà. 24 giờ nhiều bạn này comment 25 là như thế nào nhỉ? Đã làm cái câu 25 đâu? Câu 24 là đáp án C nhá. Tính đạo hàm nó ra chúng ta sẽ suy ra ngay. 24 của chúng ta đó là đáp án C. 24 cho D đúng rồi nhiều ông người tính đạo, đạo hàm sai à? Đây A nhân D trừ B nhân C mà. Đấy, A nhân D tính đạo hàm ra bằng trừ 2. Ok chưa? Là câu số 25. Đấy, bây giờ chúng ta thấy là đếm những câu nó gọi là gọi là hay rồi đấy, hay ho rồi đấy, đúng không? <laughs> câu số 25. Là cho các bạn một bảng biến thiên nó như hình vẽ này như thế này. Và bây giờ người hỏi là phương trình này có bao nhiêu nghiệm phân biệt? Đấy phương trình này có bao nhiêu nghiệm phân biệt các bạn nhìn thấy câu này hay chưa nhìn đề nó rất là thú vị rồi đúng không các bạn <laughs> câu 25 các bạn nhìn thấy chưa <laughs> ôi giờ nhiều bạn 25 b cơ nhanh thế <laughs> hai mươi nhá hai mươi nhá hai bạn nào mà lúc này câu 24 mà d chọn d là xác định chắc chắn là phải chặt cu rồi đấy được chưa? Câu 25 nào, thầy dạy các bạn câu 25. Là bài này là bài gì đây? Có trị tuyệt đối và bằng 6 đúng không? Phương trình này có bao nhiêu nghiệm phân biệt? Phương trình này có bao nhiêu nghiệm phân biệt? Thì các bạn phải chú ý thầy cách làm bài này các bạn này. À, cách làm bài này đó chính là bài toán về tương giao, tức là chúng ta phải suy ra thầy đồ thị thằng này đã, chúng ta phải vẽ ra đồ thị thằng này đã nhá. Có trị tuyệt đối. Đấy, và đây là chính là đường thẳng này. Đây là đường thẳng y bằng 6 và cái đồ thị này. Đấy, muốn biết có bao nhiêu nghiệm phân biệt thì bài này các bạn cần phải định hình ra cho thầy cái đồ thị của thằng này. Đúng không? Đấy, định hình cho thầy thằng này. Vậy, muốn biết thì chúng ta phải chú ý cho thầy như sau. Bây giờ các bạn phải đặt cho thầy này. Đặt cho thầy là gì? Là một chữ x của chúng ta đặt bằng t. đặt một chữ x bằng t thì suy ra cái hàm số này nó chính là y bằng trị tuyệt đối của f t mà mà cộng 1 Đấy, là vế trái của chúng ta ấy. Đây là vế trái của chúng ta này Vế trái của chúng ta đó chính là đồ thị này Sau khi chúng ta đặt một chữ x bằng t Thì vế trái của chúng ta đó chính là đồ thị y bằng trị rối của ft cộng cộng 1 Được chưa? Và vế phải của chúng ta đó chính là gì? Vế phải của chúng ta đó là y bằng 6 Đó là một đường thẳng, đúng không? Nó là một đường thẳng Vậy bây giờ muốn biết rằng là nó có bao nhiêu nghiệm phân biệt Thì chúng ta phải cần phải phát họa ra cho thầy cái đồ thị của thằng vế trái Đấy, phát họa ra, bắt buộc phải phát họa ra đồ thị của thằng vế trái Vậy phác họa bằng cách nào đây? Thì đầu tiên chúng ta phải chú ý này, thầy dạy các bạn cách phác họa đồ thị này nhá. Đầu tiên, đây thầy lấy bút xanh ra thầy viết cho các bạn vẽ cho các bạn để đỡ nhầm lẫn này, có thể vẽ đồ thị được nhá. Đây, thầy dạy các bạn này. Đấy. Đấy nhá. Đầu tiên như sau. Đây là x này, đây là O này, đây là y được chưa? Đầu tiên các bạn phải hiểu rằng thằng FT 1 nó như thế nào đã, đúng không? Thằng FT 1 đó chính là toàn bộ đồ thị này nhưng mà nó sẽ là dịch lên trên đúng không? Tịnh tiến lên trên. 1 đơn vị Đấy Ok chưa Tịnh tiến lên trên cho thầy 1 đơn vị đúng không các bạn Thì chúng ta sẽ thấy rằng là ví dụ chỗ này là trừ 1 5 Thì chúng ta phải hiểu rằng là x bằng trừ 1 này Đấy chỗ này là 5 đúng không Thì nó xịt lên trên thì nó là mấy nhỉ Để Bằng 6 đúng không Đấy trừ 1 và 6 được chưa Thì điểm này là điểm cực đại này Tiếp tục đây là 3 đúng không X bằng 3 nó nằm ở đâu 1 này 2 này 3 này Đây thằng này 3 này Y hôm nay bằng trừ 3 nhưng mà khi tỉnh tiến lên trên thì có nghĩa là gì nhỉ Là bằng uh, 2 đúng không các bạn 2 thôi nhớ nhá Đấy, cộng thêm một mà trừ ba mà dịch lên một thì nó chính là còn lại trừ hai thôi điểm này nó chính là một cực tiểu được chưa đồ thị của nó nó có, có dạng như thế này đấy phát họa sơ qua thôi nhá đây chính là đồ thị của hàm số y bằng gì nhỉ ft đấy và và cộng một chuẩn chưa đây chính là đồ thị của hàm số ft cộng một thế thì bây giờ muốn vẽ đồ thị của hàm số trị tuyệt đối thì làm thế nào đấy. Nhớ là đây chỉ là đồ thị hàm số f(t) một thôi nhá. Đề bài người ta hỏi là trị tuyệt đối cơ thì bây giờ chúng ta làm cho thế thôi. Giữ nguyên toàn bộ cái phần nào nhỉ? Giữ nguyên toàn bộ cái phần đồ thị nó nằm bên trên trục hoành. Được chưa? Đấy. Được chưa? Toàn bộ cái phần đồ thị nó nằm bên trên trục hoành. Rồi sau đó lấy đối xứng bỏ tất cả những phần mà nằm bên dưới trục hoành đi, chúng ta bỏ hết đi và lấy đối xứng lên. Đấy, chúng ta lấy đối xứng lên nhá. Được chưa? Lấy đối xứng lên. Được chưa? Và cái toàn bộ cái phần đồ thị mà nó vẽ bằng nét đỏ này Đây chính là là đồ thị của hàm số Y bằng gì các bạn nhỉ Là trị tuyệt đối của FT và cộng 1 Các bạn nhìn thấy nhanh không Là trị tuyệt đối của FT cộng 1 thôi Đấy chưa Bằng 6 nó vẫn giữ nguyên đây Chỗ này là chắc chắn là các bạn phải hiểu rằng Thông này là bằng 2 này để lấy đối xứng lên thì mà nó đây chỗ này trừ hai thì chỗ này phải bằng hai thôi và cái đường thẳng y bằng sáu là đường thẳng nào y bằng sáu nó chính là một đường thẳng này các bạn này đấy đây chính là đường thẳng y bằng y bằng sáu ta nhìn thấy không vế phải của chúng ta nó chắc chắn là một đường thẳng y bằng 6. ok và nhìn này, nhìn thấy không? Nó cắt tại mấy điểm đây? Một điểm, hai điểm và ba điểm và đương nhiên là tại thằng này thì nó tiếp xúc. Đúng không? Tại thằng này nó chính là tiếp xúc. Ok chưa? Thì đó chính là đáp án gì nhỉ? Đáp án B. nó chính là đáp án đáp án B, được chưa? f(x) hay là f(t) của chúng ta thì nó vẫn là giống nhau nhớ f(x) và f(t) của chúng ta về bản chất của nó là đều là đều là giống nhau. Về đồ thị ấy, nó chỉ khác nhau về về x thôi. Nhớ nhá. Đấy. chưa? Ok, đó chính là câu số 25 là à, về F của 1, F của gì nhỉ? F của 1 chữ x hay là tức là FT nó chính là hàm hợp của Fx thôi. Hàm hợp của Fx thôi, còn về bản chất của đồ thị là nó nó sẽ không thay đổi. Nhớ nhá. Đấy, nó không thay đổi về hình dạng. Đấy, đó là tính chất của hàm hợp, nhớ nhá. Xong chưa? đó chính là câu số 25 nó rất đơn giản thôi đúng không? Chúng ta tiếp thấy tiếp xúc vẽ ra biết ngay mà. Là tiếp xúc thôi. Tiếp tục đó là câu số 26 câu số 26 <laughs> Ok chưa Câu số 26 Đăng lên Youtube đi thầy Youtube không Youtube bị thầy bị hack rồi Không đăng lên được Câu số 26 Cho hình lăng trụ đứng A, B, C A, phẩy, B, phẩy, C, phẩy Có đáy là tám giác vuông tại A Được chưa Hôm nay chúng ta chữa rất là chậm rãi rồi nhá Bạn nào bây giờ mà không hiểu nữa thì khó đấy Bởi vì chữa cực kỳ chậm trong ngày hôm nay rồi Không chữa nhanh như các buổi hôm trước nữa Đói, vẽ ra nhá đáng lẽ nét đứt thì thầy vẽ nhanh thành ra không cần phải quá ấy làm gì đâu vẽ nhanh nhá không cần đáng lẽ là nhiều bạn hỏi là nét đứt thằng này nét đứt không quan trọng a b c a phẩy uh, a phẩy a c c phẩy ok được không sao thằng này đáng lẽ là điểm c nằm đây cho nó dễ nhìn các bạn này điểm c nằm đây và điểm b nằm đây đi cho nó dễ nhìn a phẩy nhá a b c đây a phẩy này b phẩy và và c phẩy được chưa Đói. rồi sau đó các bạn phải chú ý thầy là các chú thích như sau tam giác này là tam giác này, vuông tại a vuông tại a là vuông ở đây đấy được chưa vuông, vuông tại, a ờ, cái tiếp theo là là ac bằng a ac bằng a a phẩy cũng bằng a này thằng này cũng bằng a này đấy góc acb bằng 60 độ góc ACB bằng 6 độ, góc này bằng 60 độ. Đấy, và đương nhiên góc này bằng 30 độ thôi, nhưng mà cái này không cần viết đâu nhá. Đường thẳng BC, đường thẳng B C phẩy AB C phẩy đây, BC phẩy đây. Đấy. Được chưa? B sẽ phải. Nó tạo với mặt phẳng A phẩy A C sẽ phải một góc bằng 30 độ. À, thì đó là góc nào các bạn nhỉ? Góc tạo bởi giữa một đường thẳng nó chính là góc tạo bởi giữa gì nhỉ? Ba quy tắc ba điểm đúng không? Điểm cao, điểm chân và và điểm điểm cao, điểm cắt và điểm chân đúng không? Chúng ta sẽ suy ra đó là góc nào các bạn nhỉ? B C phẩy C đúng không? Góc này chính là góc bằng 30 độ các bạn này. Được chưa? Góc này nó chỉ là bằng 30 độ Chuẩn men chưa à, Chỗ em đang lụt nhưng vẫn xem like. Uh, live Ôi Đúng rồi Ở miền Trung hiện tại đang uh, mưa gió rét bút Nói chung là đang lũ lụt nhiều lắm Ở miền Trung ấy Miền Trung ở từ uh, chỗ Nghệ An này Rồi Đà Nẵng này Nói chung mưa lụt lội nhiều lắm các bạn Được chưa <laughs> Các bạn đã hiểu góc này chưa Quy tắc 3 điểm Góc tạo bởi giữa cạnh BC phẩy và mặt phẳng A phẩy A C sẽ là quy tắc ba điểm là điểm cao đúng không? Điểm cắt và và điểm chân thì rõ ràng ở trong bài này thì các bạn có thể suy ra cho thầy một cái điều chắc chắn rằng là, là thằng B này BC này nó sẽ vuông góc với gì mặt phẳng A A phẩy C phẩy C đấy tức là cái điểm C này được gọi là gì điểm C này được gọi là điểm hình chiếu của điểm B trên mặt phẳng cạnh mặt bên này này đấy thì góc này là 30 độ và bây giờ chúng ta muốn tính thể tích khối lăng trụ này có nghĩa là chúng ta đi tính mỗi cái gì nhỉ mỗi thằng thằng chiều cao này ra thôi nhớ nhá chúng ta tính mỗi thằng chiều cao này ra thôi thì các bạn chú ý thầy cách chúng ta tính này đó là gì là tam giác ABC của chúng ta nó là vuông tại A Đấy, góc này bằng 60 độ thì chúng ta suy ra góc này chính là bằng 30 độ đúng không cạnh nào đối diện với góc 30 độ bằng một nửa cạnh huyền thì chúng ta suy ra là cạnh AC bằng A thì suy ra cạnh BC của chúng ta là bằng 2A đấy ok chưa đó bằng 2A nếu như bạn nào mà, mà 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 chưa hiểu thì chúng ta có thể tính xin cốt ra vẫn được đúng không? Chúng ta tính sin cos ra thì đường nào cũng tính ra BC bằng bằng 2a. Và đương nhiên chúng ta tính ra thằng AB là bằng a căn 3 nữa cơ, Đấy, kinh chưa? Đấy, AB bằng a căn 3 nữa cơ. Ok. À, xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi góc nào nhỉ ôi trời xin lỗi xin lỗi các bạn ờ, à, điểm b này là nó vuông này, ở a đúng không nhỉ ôi xin lỗi các bạn nhá đó là góc này các bạn này đúng rồi nhiều bạn nhắc nhanh quá ok 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 góc này góc này bằng ba độ nhá ba độ đây Ok, xin lỗi các bạn. <laughs> nhìn nhầm mất đó là BA. Đúng không? BA nó vuông ở đây các mà, có phải vuông ở C đâu, nhìn nhầm nhá. Vuông ở A. BA nó sẽ vuông góc với mặt phẳng A phẩy AC, C, C phẩy. Được chưa? Đấy, thì suy ra cho thầy rằng là gì nhỉ? Là điểm A A này mới gọi là điểm chân của điểm B. Thì góc B phẩy C, B C phẩy A. Đấy, nó mới là góc bằng bằng 30 độ. Được chưa? Ờ à... Ok chưa nhở? Sai rồi à? Sai rồi đây, đấy thầy chỉnh lại rồi mà. Góc B này, C phẩy A của chúng ta đó chính là góc bằng bằng 30 độ. Bây giờ chúng ta phải dựa vào cái góc này bằng 30 độ chúng ta sẽ A phẩy CB. Xong rồi mà, thầy chưa sửa lại rồi mà A, A C phẩy B đây còn gì nữa? A C phẩy B là bằng 30 độ, được chưa? Bây giờ chúng ta phải tính như thế nào đây? Chúng ta phải tính cho thầy như sau, chúng ta tính nhá. <laughs> Bắt đầu chúng ta có đầu tiên xét cho thầy này, cái tam giác này này, BAC phẩy BAC phẩy đúng không? Nó sẽ vuông tại đâu các bạn nhỉ? Nó sẽ vuông tại tại A nhớ nhá, tại A. Đấy, các bạn có thể vẽ hình ra vuông tại A là như thế này, này Đây là A này đúng không? Góc C phẩy C phẩy đây đi. Đấy, B nó nằm đây đi. Đúng không? BA nó vuông góc ở đây, được chưa? Góc C phẩy của ta bằng 30 độ đề bài nó cho này. A, B của chúng ta lúc nãy tính ra bằng bao nhiêu rồi bằng A căn 3 đúng không? Và đương nhiên chúng ta phải dựa vào đây để các bạn sẽ tính được thằng nào các bạn nhỉ? Tính được thằng AC phẩy trước đúng không? AC phẩy trước. Đây là C phẩy nhá. Cạnh nào đối diện với góc 30 độ của nửa cạnh huyền hoặc là chúng ta có thể sử dụng như thầy tan của 30 độ nhá. Tan của 30 độ thì chính là bằng AB mà chia cho thằng AC phẩy đúng không? Vậy chúng ta sẽ suy ra thầy đó chính là cái thằng AC phẩy bằng AB mà trên tan của 30 độ đúng không? Tức là bằng mấy? A căn 3 và chia cho tan 30 độ thì nó chính là bằng 1 trên căn 3 đúng không? Tan 30 này thì bằng bao nhiêu đây? 1 trên căn 3 thì nhân đảo ngược lên là nhân cho căn 3 luôn, tức là bằng 3 a. Đấy, được chưa? A sẽ là bằng 3 a. Được chưa? Và sau khi đã tìm được a B, a c phẩy rồi thì chúng ta sẽ tìm ra chiều cao nó chính là c sẽ phẩy này này, đúng không? Chúng ta tính ra bằng mấy các bạn? Tam giác xét tam giác thứ hai là cái tam giác gì? A c phẩy c nó vuông ở ở c, đúng không? Nó vuông ở c chúng ta có thằng này bằng a rồi thằng này bằng ba vậy chúng ta sẽ suy ra cái c C phẩy tức là chiều cao ấy, c sẽ c', chúng ta dùng pitago nhá chúng ta thấy ba bình bằng chín này 9 a bình trừ a bình 8 a bình thì căn ra thì bằng a căn hai hai a căn 2 đúng không hai a căn hai đấy xong rồi thì bây giờ các bạn tính thể tích thôi v chóp à, v của lăng trụ chứ lỗi, v của lăng trụ chứ đúng không thì nó bằng một phần uh, đây là bằng diện tích đáy mà nhân cho nhân chiều cao đúng không các bạn diện tích đáy đây là s đáy bằng mấy nhỉ 1 phần 2 tích của hai cạnh chéo 1 phần 2 này nhân cho uh, A và nhân cho A căn 3 và nhân cho chiều cao của chúng ta là nhân cho gì nhỉ? 2A căn căn 2 đúng không các em? Đúng chưa? Vậy hình không chuẩn nên nhìn hơi khó đúng rồi Nhìn hơi khó một tí thôi các bạn A mũ 3 này đúng không? Trên 2, 2, với 2 hết đi đúng không? Căn căn 6 đúng không? 1 phần 2 mà 1 phần 2 2 với 2 hết này thì A mũ 3 căn 6 thì đó chính là đáp án A các bạn nhớ nhá 26 của chúng ta đó chính là bán A xong rồi nhớ nhá A mũ 3 căn 6 đúng rồi A mũ 3 6 được chưa <laughs> Câu tiếp theo là câu số 27 Câu 27 Cho hình cho bên ABC của đấy là tam giác ABC là làm vuông tại gì đây Vuông tại B uh, à, AB bằng A AC nó chính là bằng A căn 3 biết tam giác SAB là tam giác đều và thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy. Ok. Chúng ta vẽ hình ra nhá. Tam giác SAB là tam giác đều thì chúng ta sẽ vẽ hình theo kiểu như sau. Vẽ hình ra nhá. Phác họa thôi. Đây, đây chính là điểm A, đây điểm B đúng không? Tam giác SAB thì chúng ta sẽ hiểu rằng nó là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thì suy ra SH của chúng ta trong bài này, SH của ta đây nhá, nó chính là chiều cao của hình chóp luôn đúng không? Đấy, đây chính là S này. Được chưa? SH của chúng ta này nhá. Tiếp tục này các bạn phải chú ý thầy các thông số của chúng ta như sau. Bây giờ người ta nói là tam giác vuông tại B, ký hiệu luôn vuông tại B này. Được chưa? AB bằng A, AB thằng này bằng A. AC bằng A căn 3. DC nhá, là A căn căn 3 thì chúng ta sẽ suy ra là thằng gì nhỉ? BC chắc chắn là bằng bằng A căn căn 2. Được chưa? Tính ra nhanh nhá. Biết tam giác SAB nó là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy thì chúng ta sẽ suy ra SH này nó chắc chắn là gì nhỉ? SH là bằng A căn 3 trên trên 2 Được chưa? Chiều cao trong tam giác đều mà Vậy thể tích khối chóp là V bằng 1 phần 3 Diện tích đáy nhân chiều cao Tức là chúng ta có 1 phần 2 nhân cho A và nhân cho A căn 2 Đấy, đây diện tích đáy nhá, là tam giác vuông ấy mà Nhân cho chiều cao là nhân A căn 3 trên 2 Đúng không? Thì bằng mấy các bạn nhỉ? Tính như thế thôi A mũ 3 căn 6 và chia cho mấy nhỉ? A mũ 3 căn 6 mà chia cho 12 Chuẩn chưa? A mũ 3 căn 6 chia cho 12 đó là đáp án B luôn. Đấy, được chưa? Đây A mũ 3 này, căn 6 mà chia cho 12. Được chưa? Là câu số 27. Tiếp theo là câu số 28. Cho hình chóp ở đâu cho cái hàm số mà đúng không? Viết phương trình tuyến của nó, tưởng là đọc lại là câu 27 cơ. Xong chưa? 26 27 xong rồi. Có gì đâu mà. Viết phương trình tiếp tuyến của C tại giao điểm của C với trục tung. À tức là chúng ta phải giải thằng này bằng không đã đúng không nhỉ? Ờ à giải cho x bằng 0, x bằng 0 chúng ta sẽ tìm lại y mới nha. Giao điểm của nó với trục tung mà trục tung tức là trục OI thì các bạn phải cho x bằng 0, sau đó các bạn sẽ tìm lại y mấy Y chính là bằng -2. Và người bảo viết phương trình tiếp tuyến thì chứng tỏ là gì nhỉ? Thằng này nó chính là tiếp điểm luôn. Thì có nghĩa là điểm M của chúng ta đó tọa độ là 0 chấm trừ 2 Thằng này x0, y0 đúng không? Đấy, bài này còn dễ nữa Tức là phương trình tiếp tuyến có dạng y bằng f phẩy tại x0 Đấy, nhân x trừ x0 và, và cộng cho y, y0 Đúng không? Thì các bạn tính f phẩy tại x thôi Tức là bây giờ các bạn phải thay y, y phẩy vào đây đúng không? Thì các bạn tính y phẩy ra thay nào. Y phẩy đấy các bạn tính vào đấy luôn nhá. Là bằng trừ 3x bình trừ 3x bình và cộng cho 3. Đấy. Và sau đó các bạn nhẩm ra luôn cho thầy là thằng y phẩy tại 0, tức là thay không vào đạo hàm thì bằng mấy luôn? Là bằng 3 đúng không? Vậy có cả ba đại lượng này rồi này. Bây giờ các bạn thay vào đây là 3 nhân cho x trừ 0 và trừ cho 2. Đúng chưa? Tức là bằng mấy? tức là y chính là bằng 3x và trừ 2 luôn, chuẩn chưa? 3x trừ 2 đó là đáp án B luôn. Đấy, ok chưa? Là câu 28 đó là đáp án B. Tiếp theo là câu số 29. À câu này là lý thuyết thôi nhỉ? Mỗi đỉnh của hình đa diện thuộc ít nhất bao nhiêu mặt? Câu 29, rất nhiều bạn bây giờ nhầm câu này đấy. Câu 29 đáp án nào các bạn ơi? Câu 29 đáp án nào đây? đề chắc chắn là 50 câu rồi nhá nhưng mà đương nhiên là hôm nay chúng ta sẽ chữa tầm khoảng 45 câu ấy, chắc chắn 9 điểm là được đúng không chọn là chữa nhẹ nhàng mà đó là đáp án đáp án đề cái này là có sách khoa các bạn nhé sách khoa chúng ta đã có lý thuyết rồi nhá câu tiếp theo là câu số 30 khẳng định nào sau đây là đúng à, khẳng định nào dưới đây là đúng thì các bạn nhớ cho thầy rằng là đối với những trường hợp mà liên quan so sánh này thì nó sẽ có như sau a m và a n đúng không muốn so sánh hai thằng này giả sử nhá để giả sử nó lớn hơn đi chăng nữa thì muốn so sánh cái này thì các bạn cần phải chú ý thầy là cái cơ số của nó đang là gì nhỉ? Cơ số của nó đang là lớn 1. Đấy, tức là nếu như mà A lớn 1 đúng không? Thì nó được gọi là đồng biến, tức là M của chúng ta nó sẽ lớn hơn N. Đấy, được chưa? Và ngược lại có nghĩa là nếu A mũ M mà nhỏ hơn A mũ N. Đúng không? Thì gì? M sẽ nhỏ hơn N. Đó là với cơ số là dương rồi nhá, với cơ số dương mà lớn 1 nữa cơ. Thì đáp án nào là đáp án đúng rồi? Đáp án đúng của chúng ta là gì? Úi giời ơi, nhiều bạn là đáp án D là sai rồi đấy các bạn ạ. À. Đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án C cơ. Tại vì sao thế? Các bạn nhìn cho thầy thầy phân tích cho bạn là tại sao đáp án C là đúng nhá. Đây. Chúng ta có a mũ trừ căn 3 đúng không? a mũ trừ căn 3 đấy, vế trái của chúng ta là a mũ trừ căn 3. Còn lớn hơn 1 trên a mũ căn 5 thì có phải là bằng a mũ trừ căn 5 không? Đấy, được chưa? Và đương nhiên là các bạn hiểu là cơ số đã lớn một rồi thì trừ căn 3 nó sẽ lớn hơn trừ căn năm thì suy ra là toàn bộ thằng này nó lớn thằng này là đáp án đúng đúng không? Tuân theo đúng công thức trên. Đúng không? trừ căn 3 trừ căn 3 lớn hơn trừ căn 5, chuẩn men chưa? Chuẩn rồi Thì đó là đáp án C luôn, còn gì nữa? Nhiều ông lúc này comment đáp án D là sai đấy. Đấy, được chưa? Còn mấy đáp án này thì chúng ta có thể tuân theo công thức này chúng ta sẽ suy ra cho thầy là nó loại ngay. <laughs> được chưa? Là câu số 31. Tiếp theo câu 31 nào. Là cho một cái hàm số nó như thế này có hỏi có bao nhiêu điểm cực trị? Có bao nhiêu điểm cực trị đúng không? Đấy. Bao nhiêu điểm cực trị thì có nghĩa là chúng ta phải tính ra cho thầy rằng là nó có bao nhiêu nghiệm và đổi dấu qua những nghiệm đấy đúng không? À bài này chúng ta phải làm bài này như sau. Đầu tiên chúng ta tính ý đạo hàm ra đã này, tìm điểm cực trị chúng ta phải tính đạo hàm ra. Bằng mấy? x mũ 10 đúng không? Trừ cho 5 nhân x mũ 8 đúng không? Và cộng cho gì đây? Cộng cho 10 nhân cho x mũ mấy? 10 x mũ 4. Đấy và cộng cho 5 x bình trừ 1. Đấy, đạo hàm của nó và đương nhiên trong cái tính đạo hàm rồi sau đó chúng ta phải cho nó bằng bằng không thôi đúng không? Đấy, tính đạo hàm rồi nhưng mà thực ra bài này thì nó số mũ của nó cao nó dài như thế nhưng mà nó lại không khó, Đấy, nó lại không khó. Ok chưa? 500 trăm một bạn dạy xem thì thấy vẫn dạy mà hôm nay nói chung là vừa dạy bình tĩnh gọi là vui vẻ là chính thôi. Gần gần thi rồi thành ra là không cần phải dạy vội cho các bạn làm gì cả, Chứ dạy chắc chắn thôi. Ok chưa? x mũ 10 trừ 5x mũ 8 và cộng cho 10x mũ 4 cộng 5x bình trừ 1 bằng 0. Được chưa? À, và đến đây thì có rất nhiều cách để làm. Miễn sao là các bạn hiểu là có bao nhiêu điểm cực trị thì chúng ta phải xem là nó có bao nhiêu nghiệm đã. Và đạo hàm của nó phải đổi dấu qua những nghiệm đấy. Được chưa? À, phải đổi dấu qua những nghiệm đấy đúng không? 5x mũ 8 này, 5x mũ 8 mà cộng cho mấy nhỉ? Cộng thiếu một cái à? Ờ à, 10 x mũ mũ 6 đúng không? 10 x mũ 6 đây, ok, 10 x mũ 6 này cộng 5 x bình trừ x, ok. Trừ cho 10 x mũ 4 nữa nhỉ? Uh, ok, thiếu một một cái rồi. Thiếu một cái chỗ này là mấy đây? Chỗ này là 10 x mũ 6 và chỗ này phải uh, trừ tiếp nhá. Dưới này dưới này trừ tiếp này là 10 x mũ 4 nữa. Đấy. Được chưa? Cộng 1 bằng 0. Thiếu mũ 6. Được chưa? Viết lại một tí nhá. Y phẩy nó chính là bằng x mũ 10 này trừ 5x mũ 8 này đúng không? Cộng cho 10x mũ 6 này, trừ 10x mũ 4 này, cộng 5x bình, cộng trừ 1 bằng bằng 0. Và bây giờ các bạn phải quan sát cho thầy các hệ số của nó này. Đa số mà khi mà người ta cho các bạn một phương trình như thế này thì các bạn cần phải quan sát hệ số của nó thì chúng ta mới suy ra ngay. Đó là gì? Các bạn quan sát này, 1 trừ 5 cộng 10 trừ 10 cộng 5 trừ 1 nó bằng như thế nào đây? Nó bằng 0 đúng không? 1 trừ 5 này, các bạn nhìn thấy không? Nó đúng bằng 0 không? Và khi nó đúng bằng 0 thì chắc chắn có một nghiệm bằng 1. Các bạn ạ? là chắc chắn có nghiệm bằng một và thậm chí nếu như chúng ta có thể nhìn được nhanh là tất cả mũ của nó đây là gì đây tất cả mũ của nó đây là mũ chẵn đúng không tức là nó phải có là x bình trừ một và nhân cho một cái hàm số trong này Đấy. x bình x bình trừ một và nhân cho cái này tại sao là x bình mà không phải là x vì nếu như chúng ta đặt x bình bằng t thì nó vẫn tương tự đúng không vẫn có một nghiệm là t bằng một đúng không bởi vì đây là mũ chẵn hết tất cả cái này đều gọi là mũ chẵn mà Đấy. tất cả cái này đều gọi là mũ chắn tức là nó không những là x 1 mà phải là x bình trừ một cơ x bình trừ một cơ được chưa và đương nhiên chúng ta sẽ tìm ra cho thầy cái phương trình trong này bằng cách là chúng ta dùng hóc ne hoặc là hoặc là dùng phương pháp chia đấy hoặc là dùng phương pháp chia chúng ta luôn luôn tìm vào cái thằng này được chưa chúng ta luôn luôn tìm vào thằng này và các bạn có thể tự làm cho thầy cái trường hợp này nhá và nếu như mà các bạn chia đúng này thì thầy đã chia sẵn cho các bạn rồi nó chính là bằng như sau là bằng x mũ 8 này trừ cho 4 x mũ 4 này cộng 6 x bình này và trừ 4 x bình 6x bình trừ cho 4x Đúng không? Và cộng 1 bằng 0 Đấy Được chưa? Chúng ta cũng có thể phương pháp, phương pháp chia hoặc là hóc ne gì đấy Thì các bạn luôn luôn tìm được ra cái thằng này Và sau khi các bạn đã tìm ra thằng này rồi Thì chúng ta phải chứng minh là thằng này nó chính là bằng x bình trừ 1 Tất cả mũ 4 các bạn này Đấy Tức là thằng này số nghiệm của nó thì nó vẫn chung với nghiệm này Nó không có vấn đề gì cả Được chưa? X bình trừ 1 Tất cả mũ 4 Vậy chứng tỏ rằng là gì đây? Nó chính là bằng x bình trừ 1 tất cả mũ 5 đấy, bằng 0 đúng không? Và nó sẽ có hai nghiệm đó là x bằng mấy nhá? x bằng 1 và x bằng x bằng trừ 1 đúng không? Chúng ta tìm ra nhanh nhá. Cái này nó chỉ có dùng máy tính nếu như ông nào mà không quen thì các bạn có thể bấm toàn bộ phương trình này bấm shift cũng được, tùy thích. Đúng không? À, bấm shift zone tùy thích cũng được. Và đương nhiên là nó sẽ có hai nghiệm và mũ của nó đây là mũ lẻ. Mũ của nó đây là mũ lẻ cả. Nếu như mũ thằng này mũ 6 nó phát là các bạn chết ngay là nó không có cực trị. Bởi vì là số mũ chẵn này đạo hàm không đổi dấu, nhưng vì đây là mũ lẻ thành ra là nó sẽ đổi dấu. Đấy, và chứng tỏ là nó sẽ đặt cực trị tại hai điểm đó là x bằng 1 và x bằng trừ 1. Vì sao? Bởi vì nó là vừa là nghiệm của đạo hàm và thứ hai là đạo hàm qua hai nghiệm này nó đều đổi dấu bởi vì số mũ lẻ. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ suy ra đó là hai điểm cực trị. Câu tiếp theo là câu số 31 nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chữa nhanh nào, câu 31 nào. À chữa câu số 32 nào. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số M để hàm số này nghịch biến trên khoảng? Đấy, bài toán nghịch biến trên khoảng thì các bạn phải hiểu rằng là bài này nó làm quá nhiều luôn rồi. Đấy, bài này là làm quá nhiều luôn các bạn ạ đó là gì chắc chắn là dùng phương pháp gì nhỉ cô lập mờ được chưa cô lập mờ bài này làm quá nhiều rồi để minh họa chúng ta còn có mấy cái bài mà đồng biến nghịch biến trên khoảng này rồi nào chúng ta làm nhanh nào đầu tiên các bạn sẽ làm gì đó tính đạo hàm nó ra đúng không các bạn tính y, y phẩy ra nhá y phải ra nào làm nhanh nào bằng gì đây đạo hàm m bình trừ ba nó là một số m bình của nó bởi vì nó là một số nhá đạo hàm sin thì bằng cốt tức là chỗ này là bằng m bình trừ ba đạo hàm và nhân cho nhân cho cốt x được chưa? Đạo hàm của tan Đạo hàm của tan là bằng gì? Đạo hàm của tan Nó chính là 1 chia cho cốt cốt bình Đấy, của x, được chưa? Cốt bình của x. Và đương nhiên là bây giờ nó Chính như nào đây? Nó nghịch biến Nghịch biến có nghĩa là nó phải nhỏ hơn, nhỏ hơn hoặc bằng 0 Đấy, với mọi x gì nhỉ? Nó thuộc khoảng từ Trừ pi trên 2 cho đến Đến pi trên, trên 2 Và đương nhiên bây giờ chúng ta sẽ cô lập m bằng cách là chúng ta sẽ suy ra cho thầy M bình trừ 3 Nó phải nhỏ hơn hoặc bằng gì nhỉ? 1 chia cho cốt mũ 3 của x được chưa? Một chia cốt mũ 3 của x. Được chưa? Dạy lại chia đi thầy tí nữa thì thầy sẽ có thời gian thì thầy sẽ quay trở lại luôn bởi vì cái đấy chia nó đơn giản lắm, bài toán là liên quan lớp 8 lớp 9 đã học về biểu đồ Hockney để chia rồi mà. Đấy, được chưa? Và để biểu thức này đúng này các bạn nhớ rằng x của chúng ta đang thuộc khoảng từ trừ -p trên 2 đến p trên 2. Sau khi chúng ta đã cô lập được m rồi. Đấy, chúng ta đã cô lập được m tức là m nó nằm hẳn với một vế, đúng không? Và những cái còn lại là liên quan đến x nó nằm về một vế, nó nằm hẳn luôn. Được chưa? Và m bình trừ 3 nó phải nhỏ nó bằng thằng này thì chứng tỏ là m với x chạy trong này nhá thì suy ra m bình trừ 3 phải như thế nào? Nó phải nhỏ nó bằng giá trị min của thằng thằng này nhá, min của 1 trên cốt mũ 3 của x. Đấy, khi x chạy trong khoảng từ trừ pi trên 2 cho đến đến pi trên 2 và đương nhiên nhiệm vụ của chúng ta phải tìm ra giá trị min của nó đây. Phải tìm ra min của nó. Được chưa? Tìm ra min của nó. Và đương nhiên chúng ta bấm máy tính thôi đúng không? Trước khi bấm máy tính tìm giá trị min max của nó thì chúng ta phải chuyển về chế độ radian tức là bấm shift mốt 4 trước Được chưa? Ship mốt 4 chúng ta chuyển về chế độ Radian Sau đó các bạn bấm như thầy như sau Mốt 7 đúng không? Trước khi bấm đấy ship mốt 5 này Rồi Ship mốt 4 cho ship mốt 4 cho các bạn bấm này à, 1 trên code x mốt 3 đúng không? Mốt 7 nào à, 1 này chia cho Cốt x này đúng không? Tất cả mũ mũ 3 đấy các bạn bấm bằng thôi, gửi các bạn bỏ qua nhá. Trừ pi trên 2 đến đến pi trên 2, trừ pi pi chia 2 cho đến pi trên 2 hiểu chưa bằng này ship pi chia 2 như bạn bảo tại sao đấy khoảng mà vẫn có cho bằng bởi vì rõ ràng là chúng ta không cần, không bao giờ lấy hai đầu mút cả nhá đương nhiên là mắt EDR rồi đúng không mắt EDR tại hai đầu mút rồi đương nhiên bấm máy tính này chúng ta chỉ cần tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất thôi được chưa sau đó thì chúng ta bấm gì nhỉ nhiều bạn hỏi là sao gì đây sao nó lại nhân cho cốt x nó không đổi dấu bởi vì rõ ràng là gì nhỉ trừ khoảng từ trừ pin 2 đến pin 2 thì cốt x dương mà x thuộc khoảng này thì cho cốt x của chúng ta là phải như thế nào lớn không mà Đấy, được chưa lớn không nhá không có bằng lớn nữa đâu yên tâm step của chúng ta là bằng mấy nhá ship chia cho 9 Đấy, chúng ta bấm tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của nó đương nhiên nó không thỏa mãn thằng này rồi đúng không thế các bạn thử xem nào giá trị min của nó cơ nhá min của nó bằng mấy đấy các bạn nhỉ min của nó bằng mấy đấy bằng một mấy này đúng không các bạn nhìn thấy không một 1, 0 mấy đây, 1,046 đúng không? Tức, suy ra là m bình trừ 3 của chúng ta nó sẽ nhỏ hơn bằng gì nhỉ? 1,06 tức là xem như là gần bằng 1 đi, xấp xỉ 1 đi. Được chưa? đương nhiên là chúng ta sẽ suy ra là m bình nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng mấy? Nhỏ hơn hoặc bằng 4. Và tương tự đó là m sẽ là nằm trong khoảng đoạn từ trừ -2 cho đến cho đến 2. Đúng không? Đấy, ok chưa? Đến đây thì chúng ta sẽ suy ra ngay rồi đúng không? Năm giá trị thôi đúng không? Chính xác. Là m mấy? Chúng ta viết rõ ràng ra là trừ 2 này, trừ 1 này, 0 này, 1 này và 2 Còn mấy cái đây? Còn 5 cái đúng không? 5 cái mờ như thế là giá trị nguyên nhé Thì đó là đáp án đáp án A Được chưa? Tiếp theo là câu số 33 Rồi, Câu số 33 Ok chưa? Câu số 33 Cho điểm A nằm ngoài mặt cầu Biết qua A có vô số tiếp tuyến với mặt cầu. Tập hợp các tiếp điểm là một đường tròn nằm trên mặt cầu có bán kính là bằng cái này và tính độ dài đoạn thẳng OA theo R. Sau khi các bạn đọc xong đề thì chúng ta phải vẽ được hình bài này thì có nghĩa là như sau, các bạn có thể vẽ thêm một cái mặt cầu nó như thế này nhá. Mặt cầu nó như thế này có tâm là giả sử đây là tâm gì đấy nhỉ? Tâm O, bán kính R đúng không? Thằng này bán kính R. Và nó có vô số tiếp tuyến. Đấy, biết rằng qua A có vô số tiếp tuyến có một điểm A nó nằm ngoài nha các bạn này. Điểm A nó nằm ngoài như này nhá qua có vô số tiếp tuyến với mặt cầu và tập hợp các tiếp điểm là một đường tròn tức là bây giờ các bạn phải hiểu là nó sẽ có tiếp xúc tại một đường tròn nó như thế này các bạn này đấy Đấy chưa? Nó sẽ có một tâm tọa độ tâm này và đương nhiên ba điểm này nó sẽ thẳng hàng với nhau các bạn này. Các bạn có thể nối bằng nét liền luôn cho nó máu cũng được. Đấy, có thể tâm nó nằm đây nhá. Đấy chưa? Và chúng ta nối thầy cái điểm này lại với nhau này chúng ta sẽ suy ra ngay. Đây gọi là điểm à y đi nha tâm của nó đây là điểm y tâm y là gì đây là cái đường tròn tâm y là tâm của đường tròn đường ô là tâm của mặt cầu đấy và sau đó các bạn nhớ cho thầy là cái thằng a này thầy gọi là ab nhá ab là tiếp tuyến tập hợp tất cả các tiếp tuyến của nó thì đều tiếp xúc với mặt cầu và đương nhiên là góc abo các bạn nhớ góc abo phải bằng bao nhiêu độ nhỉ abo phải bằng chín độ vì sao bởi vì nó là tiếp tuyến tiếp tuyến thì nó phải là là tiếp xúc được chưa tiếp tuyến thì đương nhiên là nó phải phải tiếp xúc đấy, và bán kính bằng căn 2 trên 2R thì chúng ta chú ý thầy này, thằng OB của chúng ta bản chất của nó là bằng R lớn. Được chưa? OB của chúng ta bản bản chất là bằng R lớn. Thế thì bây giờ các bạn hiểu rằng là đường tròn có bán kính là bằng căn 2 trên 2, đường tròn là thằng nào đây? Là thằng IB. Đấy, nó chính là bằng căn 2 trên 2 R, đúng không? Và đề bài người ta hỏi là tính độ dài OA. Tính độ dài OA thì các bạn phải hiểu rằng là chúng ta cần phải tính gì? hệ tích lượng trong tam giác vuông thôi thằng này chắc chắn là vuông ở đây các bạn xét cho thấy tam giác vuông ABO này các bạn này các bạn nhìn thấy tam giác ABO là tam giác vuông tại B đúng không chúng ta có thấy như sau một chia cho thằng gì AB bình cộng một chia cho gì OB bình đấy thì bằng một chia cho gì BI bình đấy ok chưa các bạn hình hình dung ra chưa thì chúng ta sẽ suy ra luôn là tính được thằng gì chúng ta chắc chắn đây các bạn sẽ tính được thằng AB Đấy, tính được thằng AB nhá, chắc chắn là tính được thằng AB. Nếu như ông nào nhảy số nhanh chúng ta sẽ có rằng là AB này nó chắc chắn là bằng gì? Là bằng R luôn. Đấy, chúng ta thay vào đây thì các bạn sẽ tính được AB bằng R nhá. Đúng không? AB bằng R. Đấy, chúng ta thử xem như này nhá. Chỗ này nếu như không chưa tính được nhanh ấy thì chúng ta thay vào đây các bạn sẽ thấy ngay là một chia cho R bình cộng một chia R bình thì các bạn nhìn thấy mà ấy, 2 chia R R bình thì căn nó ra phải bằng là đảo ngược lên có phải là R căn 2 trên 2 không? Đúng không? Đấy, thì chúng ta suy ra cho thầy là AB tính, nhanh là bằng R bình Và cái đề bài người ta hỏi là gì đây Tính độ dài đoạn OA Tính độ dài đoạn OA thì đó chính là bằng bằng gì đây Đấy. R bình cộng R bình đúng không Chứ dụng Pythagore thôi Thì chúng ta phải suy ra là đoạn nó chính là bằng căn 2, căn 2 R Đấy, ok chưa Căn 2 R thì suy ra đó là đáp án gì các bạn nhỉ Câu 33 xem nhá Đó là đáp án, đáp án B Được chưa Tiếp tục là câu số 34 Xong nhá Chữa nhanh nhá Chữa nhanh nào Câu 34 Tập xác định của hàm số này là gì đây Nào theo các bạn Câu 34 này Các bạn biết đáp án thì Các bạn thì comment cho thầy xem là như thế nào nhá Câu 34 Các bạn comment đáp án đi Một Câu nào dễ thì các bạn có thể tự làm Nhưng câu nào mà khó thì thầy có thể Hướng dẫn cho chúng ta rất chi tiết và cẩn thận luôn Câu số 33 đó là đáp án B rồi Câu số 34 đáp án nào đây Tập xác định của hàm số này là Tập xác định B của hàm số này là đây là một cái hàm số gì nhỉ? E mũ U đúng không? À, e mũ U Như bạn hỏi là uh, Cái này có cần điều kiện là mũ của nó lớn không hay không? Thì chúng ta có hai cách Nhiều bạn bảo là có cần phải dùng máy tính hay không? Thì thật ra mà nói thì nếu như ông nào mà làm được ra uh, Ơ, ra nhiều bạn bảo là 34D thế nhỉ? Ôi trời ơi, chết thế nhỉ? Hàm số E mũ X bình cộng 2 xác định Khi X bình cộng 2 xác định là được Tóm lại là x bình cộng 2 thì nó luôn luôn xác định rồi à, Nó không có điều kiện gì cả đúng không Chúng ta sẽ suy ra tập xác định của nó là R luôn Được chưa Đó là câu số 34 Câu số 35 thì nó đương nhiên nó hay hơn Câu 35 thì cực kỳ hay luôn các bạn Là hàm chẵn Tiếp tục nhá Câu 35 Fx là một hàm số chẵn Và đạo hàm của nó nó bằng cái này Khẳng định nào sau đây đúng Tìm Các đại lượng so sánh các đại lượng với nhau câu 30, 35. Để làm được dạng này chúng ta phải làm cho thầy như sau, các bạn nên có thể vẽ ra cho thầy một cái bảng biến thiên, ít nhất là bảng biến thiên của hàm số fx. Ít nhất là bảng biến thiên chúng ta vẽ cho thầy như sau này, vẽ nhanh nhá. Đây là x này. Đây y phẩy này, đúng không? Và đây là là y. Là chúng ta có những giá trị nào ví dụ âm vô cùng này. Đúng không? Chỗ này dương vô cùng này. Chúng ta có ba nghiệm của đạo hàm đúng không các bạn nhỉ? Đậm, Cho đạo tính đạo hàm ra người ta cho tính sẵn các bạn rồi rồi nhá. Đấy, và sau đó các bạn cho bằng không thì nó sẽ có tổng cộng là ba nghiệm là cộng trừ 1 và 0. Chỗ này trừ 1 này đúng không? Đây không này và 1 này. Đấy, bằng 0 bằng 0 bằng 0 đây. Rồi sau đó các bạn xét dấu đi. Các bạn xét dấu thoải mái. Là gì? Nó chắc chắn là nó sẽ đan dấu nhau và chúng ta căn cứ vào nét cuối cùng của đồ thị chúng ta sẽ thấy là, là chắc chỗ này chắc chắn là dương này. Đấy, các bạn nhân phá ra thì chúng ta thấy rằng là, là nó là hệ số A dương, đúng không? Tiếp tục. Cộng đây, trừ, cộng và và trừ, đúng chưa? Đấy, và đương nhiên chúng ta hiểu là trừ là có nghĩa là đồ thị nó đi xuống, cộng là là đi lên trừ đi xuống và và cộng đi lên đúng không thằng này là f tại không các bạn này đấy thằng này là f tại một này đúng không thằng này là f tại tại trừ một và các bạn có thể hiểu thầy một điều rất là 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 hay như sau vì fx là hàm số chẵn fx là hàm số chẵn suy ra f tại một và f tại trừ một là nó sẽ là bằng nhau đúng không f tại một và f tại trừ một là nó sẽ là là bằng nhau Ok chưa? Không livestream trên Youtube bởi vì Youtube bị hack rồi Nhớ nhá, Youtube mới bị lấy mất rồi, bị kẻ gian lấy cắp rồi Không livestream trên Youtube được nữa Đấy, để chưa? Bài này chẳng cần về nguyên hàm luôn Không cần về nguyên hàm Đã suy ra bảng bình thiên Khi mà người ta cho các bạn một cái đạo hàm FX Nó như thế này, FX -Nh như thế này Và đương nhiên chúng ta tính toán nghiệm, và xét dấu đạo hàm Sau đó các bạn phát họa ra thầy cái bảng bình thiên của nó Đúng không? À, bảng bình thiên của nó Thì các bạn chú ý này Trừ 2 nó nằm đâu? trong này này có một đại lượng là trừ hai nữa thì trừ hai nó nằm đây đấy và f tại trừ hai giả sử nó nằm đây đi f tại trừ hai nằm đây và bây giờ chúng ta so sánh các số với nhau thì chúng ta phải khẳng định cho thầy này là ép tại trừ một và f tại một là hai thằng này bằng nhau f tại một và f tại trừ một là nó bằng nhau bởi vì nó là hàm số chẵn hàm số chẵn là gì làm là số đôi có trục được gì nhỉ nhận trục OY làm làm trục đối xứng và đương nhiên là f tại một và f tại trừ một nó sẽ là là bằng nhau thì nó sẽ là giá trị min đấy được chưa và chúng ta phải khẳng định thầy này thằng này là chắc chắn nó sai À, thằng này chắc chắn là sai. Được chưa? Và thằng này cũng là sai nốt này các bạn này. Bởi vì sao F0 và F tại 1 không bao giờ bằng nhau được. Các bạn nhìn thấy không? F tại 0 và F tại 1 không bao giờ bằng nhau. À, không nó nằm trên này mà. Đấy nó phải đi lên cơ mà. Thì to biết là chắc chắn là không bao giờ có thể bằng nhau được. À, và đương nhiên thằng này cũng là loại đi vậy chỉ còn lại đáp án C là duy nhất thôi và chúng ta dùng phương pháp loại trừ thì các bạn sẽ suy ra suy ra ngay đó là đáp án C không cần phải dùng nguyên hàm tích phân gì cả cần bài này cần gì phải nguyên hàm tích phân chúng ta vẽ đồ thị ra chúng ta vẽ phát họa bảng biến thiên của hàm số f ra thì chúng ta luôn luôn tìm được luôn được chưa Đấy, đề thi của đề minh họa là người ta cho bảng xét dấu của đạo hàm nhưng bài này người ta cho các bạn là cái hàm số của đạo hàm luôn thì chúng ta còn biết được nữa đúng chưa thì đó chính là đáp án đáp án c như bạn hỏi là tại sao không bằng bởi vì f 0 nó nằm đây cơ mà nó điểm cực đại làm sao mà bằng với y cực tiểu này được đúng chưa ok chưa là ba là c đó, rất đơn giản thôi đúng không à, mấy câu về sau nó đơn giản lắm nhưng câu khó thì thầy đều chữa hết rồi mà còn mấy câu về sau nó rất là đơn giản chúng ta có chú ý như sau bài này, đề này là không sắp xếp theo trình tự từ dễ đến khó đâu vì thế một số bạn là vào làm mấy câu này do khó thế mấy câu sau thì lại dễ lòi mắt ra đúng không các bạn trong không gian cho hai điểm a và b phân biệt tập hợp các tâm các mặt cầu đi qua a và b là đấy điểm a và điểm b đây đấy nhá điểm a và điểm b đây đúng không tập hợp tất cả tâm của mặt cầu đi qua điểm a và điểm b thì rõ ràng nó chính là nằm gì nhỉ nằm trên mặt phẳng trung trực của ab các bạn vẽ hình ra các bạn tưởng tượng cho thầy luôn nhá đấy một mặt cầu đi qua hai điểm A và B thì chứng tỏ là tâm của nó tập hợp tất cả tâm nó nằm trên mặt phẳng trung trực của AB. À, ok chưa? Ok chưa? F tại uh, trừ 2 có thể bằng F phải không? Được nhưng mà cái này chúng ta loại trừ rồi, loại trừ ra đáp án C ngay thì chúng ta sẽ suy ra câu 36 đó là, là đáp án A, nhớ nhá. Câu 36 đó là đáp án A. Đó, tập hợp tâm của các mặt cầu nó là nằm trong mặt phẳng, nằm trong một mặt phẳng, cụ thể nó là mặt phẳng trung trực của AB. Ok chưa? Bài này nhiều bạn hỏi là tại sao biết là F tại trừ 2 nó là, là 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 lớn hơn F tại 0 Thì bài này rõ ràng là chúng ta dùng phương pháp loại trừ là có nghĩa là ba thằng này không thể bằng nhau được này Đúng không? Đấy tương tự thằng này cũng không thể có dấu bằng được Cái này lại càng không Đấy F tại 1 và F tại trừ 1 nó phải là giá trị bé nhất cơ Thì chúng ta phải hiểu ra chúng ta dùng phương pháp loại trừ là nó ra, ra bằng C Chứ còn nhiều bạn hỏi là tại sao là trừ 2 nó lớn hơn không Thì cái này có thể là các bạn dùng đạo hàm hoặc nguyên hàm thì chúng ta mới có thể chính được nhá Còn loại trừ là chúng ta suy ra ngay được chưa? Câu tiếp theo là câu câu 37. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương? Nhớ nhá, đây là cái ghi này, đây là mười người ta cho các bạn một hàm số bậc 3. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của M để hàm số nghịch biến trên khoảng R, đúng không? Đây thằng này là nghịch biến trên R luôn. Và đương nhiên các bạn xét cho thấy trường hợp M1 thôi. Các bạn xem là M1 cũng đúng không? M1, trường hợp 1 chắc chắn là chúng ta phải xét M1 nhá. Vì sao phải xét M1? Bởi vì có hệ số A là có chứa tham số M ở đây. Thì chúng ta luôn luôn phải xét cho thầy M bằng M1, đúng không? M1 các bạn thay vào đây thì thằng này bằng 0, thằng này bằng 0 vậy còn lại là y bằng mấy? Suy ra y bằng trừ -2x cộng cộng 5. Thì rõ ràng thằng này cũng đúng không? Đạo hàm thằng này ra y phẩy bằng mấy bằng trừ -2 thì chứng tỏ là luôn nghịch biến trên R đúng. Vậy M bằng 1 nó là một giá trị đúng rồi. Đúng không? Và sau khi chúng ta tính ra M1 đúng rồi thì các bạn phải xét lại cho thầy cái trường hợp thứ hai là M khác 1 đúng không? M khác 1 thì làm sao? Là các bạn phải tính y phẩy ra đúng không? Chúng ta có y phẩy bằng gì? 3 nhân cho M 1 nhân x bình đúng không? cộng với 2 nhân m trừ 1 nhân nhân x và trừ cho 2. Đấy, và để nó nghịch biến trên R thì đương nhiên chúng ta phải có thầy những ký ký như sau. Đầu tiên, hệ số a của nó phải âm. Và thứ hai là delta phẩy của nó phải như thế nào nhỉ? Delta phẩy của chúng ta phải nhỏ hơn hoặc bằng bằng 0. Được chưa? A nhỏ hơn 0, a là cái gì đây? A là chính là m trừ 1. Nhỏ hơn 0 thì chúng ta sẽ tưởng tượng ra thầy là m nó nhỏ hơn 1 luôn. Ok, delta phẩy delta phẩy chúng ta tính b phẩy bình trừ ac chúng ta tính nhá m chữ 1 tất cả bình này trừ đi ac tức là trừ đi cho gì cộng cho 2 là 6 nhân cho m chữ 1 luôn rồi, đúng không? Nó nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đấy các bạn giải thằng này ra chúng ta sẽ tìm ra ngay mà. Cái này nó không hề khó mà có trong kiến thức bài khá là cơ bản rồi. Nó có m bình chữ 2m và cộng 6m tức là cộng 4m đúng không? Đúng không? Chữ 2m. Chỗ này cộng 1 mà chỗ này chữ 6 tức là chữ 5 thì thì nhỏ hơn hoặc bằng 0 đúng không? Chúng ta có A cộng B cộng C bằng, bằng 0 thì suy ra có một nghiệm bằng 1 và một nghiệm bằng C trên A tức là thằng này nó phải M của ta nó phải chạy trong khoảng từ gì trừ 5 cho đến cho đến 1 đúng không trừ 5 cho đến 1 như thế này đây được chưa ta tìm ra mấy giá trị nhỉ trừ 5 cho đến 1 thôi và kết hợp với thằng thiên nữa kết hợp với thằng thiên là M và nó phải nhỏ hơn 1 nữa thì chúng ta sẽ có thể trường hợp thứ hai là M có thể là bằng mấy trừ 5 này trừ 4 này chấm 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 này cho đến mấy nhỉ cho đến 0 đúng không À, đấy không là được rồi. Bởi vì đây là trường hợp thứ hai không phải trường hợp số 1. Và đương nhiên có mấy giá trị nhỉ? Có 6 cái đúng không? Có 6 cái với cả là có 6 cái và có một cái là m bằng 1 nữa đúng không các bạn? Chỗ này trừ 5 mà. bằng trừ 5. 7 giá trị, 6 cộng 1 bằng 7 giá trị đúng không nhỉ? Câu 37 này là phải 7 giá trị các bạn nhớ nhá. 7 giá trị. Ok chưa? Cho câu 37 xem lại xem là đã bán như thế nào và sau 7 giá trị được nhỉ? Câu 37. Delta bọn không. Được chưa? 7 giá trị. Nhưng mà rõ ràng bài này người ta bảo gì đây? M nguyên dương đúng không? M nguyên dương chúng ta phải lấy cho thầy cái gì nhỉ? Lấy tứ từ m một đúng không? Tức là chúng ta chỉ có m một là duy nhất thôi, bởi vì m là nguyên dương cơ mà. Từ m chạy từ trừ -5 đến không thì các bạn xem lại đây là bảo bao nhiêu có giá trị nguyên dương của m đúng không? Nguyên dương của m thì chúng ta thấy là có duy nhất một cái là là gì nhỉ? Là là m một thôi đúng không? Bài này chỉ hỏi m nguyên dương thôi, đúng rồi chính xác. Được chưa? M nguyên dương. Tiếp tục câu số 38, tính tổng số đo các mặt ở tất cả các mặt của gì đây? Các góc nhá, số đo góc ở tất cả các mặt của hình chóp ngũ giác hình chóp ngũ giác có nghĩa là gì đây hình hình có đáy có năm cạnh đúng không hình có năm cạnh tức là đáy của nó là một ngũ giác đều à, ngũ giác đều mà tính tổng số đo tất cả các góc thì nó sẽ là bằng gì nhỉ số đo của các góc ký ở s đây nó chính là bằng số đo của các ừ, tam giác bên đấy tức là các mặt bên đúng không số đo các mặt bên đấy và cộng cho gì nhỉ cộng cho số đo của của đáy đúng không cái này là chúng ta có thể suy ra nhá 37 đó là bán a rồi 38 tính tổng số đo các góc ở tất cả các mặt của một hình chóp ngũ giác. Hình chóp ngũ giác có nghĩa là hình chóp có ba mặt bên, nó là đều là một tam giác và đáy của nó là ngũ giác đều. Đấy, được chưa? Ok chưa? Thì chúng ta sẽ hiểu là như sau. Chúng ta sẽ hiểu như này như sau. Đó là gì nhỉ? Đây là đều nhá các bạn, Nhớ như thầy trong này là có một cái từ đều nữa nhá, đó là mặt bên của nó là là gì nhỉ? Có 5 tam giác mà mỗi một tam giác có diện tích là bằng pi, tức là 180 độ thì chúng ta sẽ thấy rằng là mặt bên tổng cộng là 5 pi. Nhá. một mặt là bằng pi mà suy ra 5 mặt là 5 pi cộng đáy đáy của nó là gì đây? hình ngũ giác có nghĩa là bằng 3 pi bằng 3 360 trăm, 3x trăm à, cho 180 độ tức là 540 độ được cho tổng lại thì bằng mấy các bạn nhỉ? là bằng 8 pi nhờ nhá 8 Pi sau 7 Pi đúng không 8 pi 5 pi cộng 13 đáy của nó là ngũ giác ngũ giác có nghĩa là tổng số đo tất cả góc của nó là bằng bằng 3 lần của 180 độ được chưa? 3 lần 180 độ Câu 39. Tìm các số thực A và B sao cho điểm A tọa độ 0 1 là điểm cực đại của đồ thị hàm số đúng không? x bằng 0, y bằng y bằng 1. Úi giời nó lại dễ quá nhỉ. Bài này có thể chúng ta có hai cách làm ở câu 39 này. Đầu tiên chúng ta phải thay cho thầy vào cái hàng này, tức là nó phải thuộc thằng này đã, chúng ta thay vào đây thoải mái. x bằng 0, y bằng y bằng 1 đúng không? x bằng 0 thì chúng ta thay vào đấy nhá. Chúng ta có này, thằng này bằng 0 này đúng không? Thằng này bằng 0 vậy chúng ta có a bình cộng b chắc chắn là bằng mấy? a bình cộng b chắc chắn là bằng 1 đúng không? Thay x bằng 0 vào đây thì chúng ta sẽ tìm y bằng 1 có một phương trình Phương trình thứ hai là gì? Là x bằng 0 nó phải là nghiệm của đạo hàm này Tức là các bạn tính đạo hàm thằng này ra bình thường nhá Y phải bằng mấy đây Y phải bằng 2A đúng không? Đấy Và đạo hàm của gì nhỉ? Đạo hàm của 1 trên x tức là bằng trừ 1 trên x bình đúng không? Thì đây nó chính là bằng trừ b trên cho x cộng 1 tất cả tất cả bình Đấy đạo hàm chưa? Và sau đó thì chúng ta phải hiểu là x bằng 0 nó là là nghiệm của thằng này nhá 2A, 2AX này x bằng 0 nó phải là là nghiệm của phương trình thằng này. Vậy chúng ta sẽ có thầy cái phương trình thứ hai đó chính là thay x bằng 0 này nó phải bằng 0. Thầy có là trừ b trên cho gì nhỉ? Ngũ giác là 540 độ, 540 độ là mấy 180 x 3 đây ạ? À? 180 và nhân cho 3 đây còn gì nữa? ui trời ơi, nhiều ông bảo ngũ giác 540 độ này. 180 nhân cho 3 đây à? Là ông bằng 540 độ là bằng mấy đây? Bằng 3 pi còn gì nữa? Ui giời ơi cái ông này 3 pi là bằng 3 x 180 độ Pi là bằng 180 mà Đúng không Nào y phẩy của chúng ta là bằng gì à, Bằng hai à, 2 a x trừ b trên cho x cộng 1 tất cả bình Được chưa Đấy không chưa Và đương nhiên là chúng ta phải hiểu cho thầy rằng là Nó là điểm cực đại Cực đại có nghĩa là x bằng 0 này là nó là, là nghiệm của phương trình này Đấy và sau đó chúng ta sẽ thay x bằng 0 vào thì nó phải bằng bằng 0. Chúng ta có nhá, x bằng 0 vào thì nó chỉ còn lại là trừ b trên mấy nhỉ? Trừ b trên 1 bằng bằng 0. Vậy suy ra b mấy? Ôi trời, ơi, b bằng 0 luôn à? B bằng 0 thì số lại uh, số quá nhỉ? Câu 39 của chúng ta lại lại lại, lại dễ quá rồi còn gì nữa nhỉ? B bằng trừ b bằng 0 thì suy ra b bằng b bằng 0. Được chưa? B bằng 0 thì chúng ta sẽ suy ra a mấy? A bằng bằng cộng trừ 1 đúng không? Chúng ta sẽ suy ra thầy A bằng cộng trừ cộng trừ 1 chuẩn chưa? Nhưng mà các bạn phải hiểu thầy rằng là vì nó đạt cực gì nhỉ? Nó điểm cực đại, thành ra chúng ta phải xử lý thầy thằng này này. Điểm cực đại có nghĩa là đạo hàm cấp 2 tại không nó phải nhỏ không nữa. Các bạn phải chú ý thầy thằng điều kiện này này. Nó có một điều kiện ở trong này nữa. Ok chưa? Nó là một điều kiện thằng này nữa, đó là đạt cực đại cơ mà. Tại sao người ta bảo đạt cực tiểu đi mà nó đạt cực đại vì chứng tỏ là nó phải có thêm một cái điều kiện nữa, đúng không? nó phải có thêm một cái điều kiện nữa đó chính là gì nhỉ? Thằng này. Được chưa? Chúng ta phải tính đạo hàm cấp 2 nó ra và sau khi nó tính đạo hàm cấp 2 ra rồi nó sẽ loại được một cái giá trị A các bạn. Tính đạo hàm cấp 2 xong thì nó sẽ loại được ra cho thầy một cái giá trị về A. Được chưa? À, chúng ta tính đạo hàm cấp 2 như sau, y phẩy à, y phẩy phẩy nhá, bằng gì đây? Chỗ này đạo hàm của 2AX chắc chắn là bằng 2A rồi, đúng không? Cái này nếu như bạn nào chưa biết cách đạo hàm thì thầy sẽ dạy các bạn cách đạo hàm này ví dụ chỗ này đấy trừ b chia cho x cộng một tất cả bình đúng không thì bằng trừ b nhân cho x cộng một tất cả muối mũ trừ hai đấy và đạo hàm thằng này nó chính là bằng gì đây u mũ alpha đạo hàm thì bằng u phẩy nhân cho alpha và nhân cho u mũ alpha trừ một chuẩn chưa là công thức tích đạo hàm thì có nghĩa là bằng gì là uh, trừ b nhân trừ hai là bằng hai b đi và nhân cho x cộng 1 tất cả mũ mũ trừ 3 chuẩn chưa? Đấy và chúng ta sẽ có thể là cộng với 2b trên cho x cộng 1 tất cả mũ 3. Đấy và thay x bằng 0 vào thì nó phải như thế nào? Thay x bằng 0 vào thì chúng ta phải suy ra là nó nhỏ hơn 0. Thay x bằng 0 vào đây. Đấy. Được chưa? Thì ta phải suy ra là là nhỏ nhỏ hơn 0 nó đạt cực đại mà chúng ta có cho thầy như sau x bằng không rồi nhá mà b chúng ta bằng không rồi chúng ta thấy thằng này bằng không hết luôn chỉ còn lại hai a là nhỏ hơn không và chúng ta phải suy ra a phải như thế nào a của chúng ta nó phải phải nhỏ hơn không a nhỏ hơn không thì các bạn nhớ thầy là lúc này chúng ta tìm ra a bằng cộng trừ một rồi đúng không chúng ta tìm ra a bằng cộng trừ một nhưng mà một chúng ta phải loại đi phải chỉ còn lại là a bằng trừ một thôi đó là đáp án a được chưa mũ trừ ba thì nó đảo lên là một trên x mũ mũ ba tiếp tục câu số 40 mươi hàm số y bằng fx có lim là như thế này à lim thằng này hỏi là tiệm cận cái gì tiệm cận ui trời bài này là dễ đối bài này tiệm cận thằng này không bao giờ tiệm cận này loại thằng này đi thằng này loại này vì sao các bạn nhìn thấy là vô cùng mà vô cùng là sai không bao giờ gọi là tiệm cận đúng không về về giới hạn của chúng ta thì các bạn nắm chắc kiến thức là là, là là, là, suy ra ngay điểm cực tiểu thì đạo hàm cấp 2 nếu điểm cực đại thì suy ra y hai phẩy nó phải lớn không tại điểm đấy được chưa à, điểm cực tiểu thì nó phải lớn không còn điểm cực đại là đạo hàm cấp 2 là phải là nhỏ không thôi đấy được chưa có gì đâu mà <laughs> tính ra nhưng mà các bạn phải cẩn thận là bài này nếu như ông nào mà mà không nắm chắc kiến thức là chọn đây là sai ngay bởi vì không có lý do gì tự nhiên người ta cho điểm cực đại vào đây đâu đấy nếu như ông nào mà chưa biết thì thầy dạy lại các bạn này đó là gì nếu như mà đặt điểm cực đại điểm cực đại nhá đấy thì có hai điều kiện đó là gì thứ nhất là đạo hàm ví dụ điểm cực đại tại x bằng không nhá đấy, x không đi tại x0 nó phải bằng 0 và f2 tại x0 thì phải như thế nào là nhỏ hơn 0 vì đây là đạt cực đại thì nhỏ hơn 0 còn đặt cực tiểu thì làm sao nếu cực tiểu nhá đấy thì nó như thế nào cái điều kiện đầu tiên là nó phải vẫn giống nhau f phẩy tại x0 thì nó vẫn phải bằng 0 và f2 phẩy tại x0 thì thì lớn không đây là đạt cực tiểu này nhớ chưa tiếp tục câu số 40 nào câu số 40 lim của fx thằng này loại nhá thằng này cũng là loại này đấy chết về tiệm cận chúng ta phải nhủ, chú ý thầy rằng là để đạt được tiệm cận thì nó phải đối nhau đối nhau có nghĩa là gì đây khi lim x tiến tới vô cùng thì nó phải bằng một số đúng không vô cùng thì nó phải bằng một số thì nó mới gọi là tiệm cận được đấy được chưa tương tự chỗ này này lim y khi x tiến tới trừ một một trừ thì bằng vô cùng à thằng này nó chính là tiệm cận này và cụ thể nó chính là tiệm cận đứng x bằng mấy nhá x bằng một luôn đấy vậy đó là đáp án gì các bạn nhỉ tiệm cận đứng x bằng x bằng 1 đó là đáp án B. Đấy, được chưa? Nếu như bạn nào chưa biết thì thầy nói lại các bạn về cái, lý thuyết như sau. Thế tiệm cận như sau, tiệm cận thì có hai loại. Trong đề thi của chúng ta là có tiệm cận đứng và và tiệm cận ngang, đúng không? Tiệm cận đứng là gì? Khi thỏa mãn điều kiện là lim của y khi x tiến tới một số a mà bằng cộng trừ vô cùng thì cái chứng tỏ là tiệm cận đứng đó chính là đơn giản x bằng a luôn. Đúng không? Tiếp tục, tiệm cận ngang của chúng ta là lim của y khi x tiến tới cộng trừ vô cùng thì nó phải bằng gì nhỉ? Bằng một số Đấy thì suy ra là y bằng số đấy nó chính là tiệm cận ngang. Cái này đã, đã có về tính chất rồi các bạn nhá. Đã có về phần lý thuyết chúng ta đã có rất, rất rõ rồi. Đấy, làm rất nhanh đúng không? Tiếp theo là câu số 41, mấy câu sau khá dễ nhỉ? Mấy câu sau khá dễ. Câu 41. Cho hàm số liên tục có khoảng xác định, có bảng về thiên hình vẽ. Và bây giờ người ta hỏi rằng là gì? Ná lại là liên quan đến tiệm cận và giá trị lớn nhất, giá trị bé nhất. Ok chưa? Câu 41 thì theo các bạn chọn đáp án nào thì gì đây? Câu 41 chúng ta chú ý nhá, chúng ta có ở à đây vô cùng thì bằng một các bạn nhìn thấy không? vô cùng bằng một các bạn chú ý cho thầy nhá, vô cùng bằng một thì nó chính là nó đối nhau ở đây rồi đấy, tức là nó tiến tới vô cùng thì y tiến tới một số là số 1 vậy chứng tỏ là nó sẽ có một cái tiệm cận ngang là y bằng một này luôn này, Đó. tương tự các bạn nhìn thấy này dương vô cùng thì nó lại bằng trừ một, vậy chúng ta phải hiểu rằng nó đối nhau rồi đúng không? nó đối nhau rồi đấy, vậy chúng ta phải hiểu rằng thằng này nó y bằng trừ một nó cũng là là một tiệm cận ngang tiếp theo, Đó. nhìn thấy chưa? nó có hai tiệm ngang rõ ràng đây à? Thấy, đúng không? Đó, khi x tiến tới âm vô cùng thì y tiến tới 1. X tiến tới dương vô cùng thì y tiến tới chữ -1. Thì chứng tỏ rằng là nó có hai tiệm cận là ngang là y bằng 1 và y bằng chữ -1. Thì ta sẽ suy ra đó là đáp án A đúng luôn. Các bạn nhìn thấy nhanh không? Đấy, 41 chắc chắn là là đáp A. Giá trị lớn nhất của hàm số là 3 là sai, thằng này là sai. Các bạn biết vì sao sai không? Bởi vì thằng này là không bao giờ đạt được mà cái này nó chỉ là lim thôi. Đấy các bạn nhìn thấy tại chữ -1 nó không đạt được cái này, nó không xác định cái này thì làm sao mà tại ba là nó nó là giá trị lớn nhất được thằng này nó chỉ là lim thôi nhá thằng này nó chỉ là lim thôi à, ok chưa là câu số 41 câu số 42 khối 20 mặt đều có bao nhiêu đỉnh ui giời câu này là có sách khoa các bạn nhá câu này là rõ ràng có sách khoa thì còn nhớ luôn đáp án đó là bán án a cơ được chưa rất đơn giản 20 mặt đúng không 20 mặt đều thì nó, đây được gọi là khối gì các bạn nhỉ khối này được gọi là khối 53 nhá 53 là Đã... để cho trong sách giáo khoa chúng ta có thầy nhắc lại luôn cho các bạn là khối 53 ba Đã... nhớ luôn kiến thức luôn được chưa số mặt là 12 hai số cạnh là 30 đúng không các bạn nhỉ <laughs> ok chưa tiếp tục là câu số 43 mươi ba nào bốn khẳng định nào sau đây là sai ui rồi mấy câu sau mà nó, nó nó dễ thế nhỉ toàn là lý thuyết toàn lý thuyết khẳng định nào sau đây là sai số cạnh của một khối đa diện đều luôn luôn là số chẵn số cạnh của một khối đa diện đều luôn luôn là số chẵn là sai đúng không rõ ràng còn có khối có cả uh, số cạnh của một số khối đa diện đều a à, số cạnh đúng rồi số cạnh là luôn luôn là một số số chẵn bởi vì nó là hai hai n đúng không 43 đáp án nào sau đây sai các bạn nhỉ sai của chúng ta đó chính là đáp án gì đây <laughs> Số dưới đây? 20 mặt đều. xin lỗi, chỗ này mình viết nhầm nhá. Đây 3 năm đúng rồi. Xin lỗi 3 năm nhá, 35 năm. Đấy, viết nhầm thôi, 3 năm. <laughs> đúng rồi đấy, bạn nhắc đúng rồi, chính xác. Câu số 43 là câu lý thuyết rồi nhá. Câu này là câu lý thuyết trong cuốn sách khoa này các bạn có thể là xem lại cho thầy chắc hơn. 43 đó là đáp án gì? Bạn B đúng không? Tồn tại một khối đa diện đều có số cạnh là lẻ là sai. Khối đa diện đều thì chúng ta nhìn thấy cho thầy rằng là số cạnh của nó thì chúng ta nhìn thấy là biết là ngay nó chỉ có một năm hai đáp án này thôi. Đúng không? số đa diện của một đa diện đều, đều luôn luôn là là số chẵn đấy được chưa mấy câu sau nó dễ quá nhỉ 43 đó là, là đáp B ok chưa đúng rồi bạn Trần Mon là chính là 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 bạn ở trong lớp vip của thầy đấy B sai lòi mắt ra là còn gì nữa đúng không nó là một sau khi đọc xong cái này các bạn chỉ cần nhớ cho thầy là hai câu này thường thường đối nhau này câu người ta bảo là số cạnh của khối đa diện đều luôn luôn số chẵn qua Câu B bảo là tồn tại một khối đa diện đều có số cạnh là số lẻ Đấy, thì nó chỉ có đáp bàn A, đáp án B là sai thôi Đó, về đáp án B chính là đáp án sai Câu 4 bốn đáp án nào đây? Ui, câu 4 là toàn là câu lý thuyết thôi nha các bạn Câu lý thuyết này thì thực ra thì chúng ta nhìn phát là biết ngay mà Ôi giời, 44 bạn Kiều Linh lại chọn là đáp án D à? Đấy, 44D à? Sai Đấy, thằng này nếu mà đúng là phải là gì làm cộng cơ a mũ m nhân a mũ n phải cộng cơ nhá thằng này là phải a mu m cộng n thì mới đúng thằng này sai lòi mắt ra rồi còn gì nữa đúng không đó. thằng này là cũng sai nốt luôn này Đó. ok cho thằng này thì nó lại càng càng sai đúng không các bạn chỉ còn đáp án b là đáp án đúng thôi nhìn nó biết ngay mà toàn là công thức rồi có gì đâu đúng không mà cái này thì nó không cần phải giảm nhiều bởi vì nếu bạn nào đang yếu về công thức các bạn phải xem lại ngay được chưa đấy bốn bốn ôi rồi bạn huyền chân à? <laughs> bốn huyền d à tính đạo hàm của hàm số này tại điểm là x bằng x bằng 1. Ôi trời chết, chết, máy thầy sắp hết pin rồi các bạn. Các bạn uh, tính nhanh nhá. Ui rồi còn có 3% thôi, chết. Nó sập nguồn là không share lên trên YouTube nữa đâu, không share trên Facebook nữa đâu. Nó tự nó xóa luôn là chết. Y bằng uh, cái này bằng mấy đấy nhỉ? Tính đạo hàm của hàm số này. Oh, tính đạo hàm hàm số này. Thì rõ ràng bài này chúng ta nhìn xong thì các bạn phải đọc đề này, các bạn đọc đề đề nhanh cho thầy này. 2018 phần x mũ 2019 đúng không? Nhân cho x trên 2019 tất cả mũ 2018. Đấy, rõ ràng bài này thì các bạn nhớ là tính đạo hàm thì không thể tính được luôn Và các bạn phải rút gọn thằng này đã, chúng ta rút gọn thằng này đi Bằng cách như sau, chú ý này Y bằng phân số nào 2018 mũ 2019, đúng không? Nhân cho x mũ mấy đây 2018, Đấy, nhân hết vào với nhau, đúng không? Mũ mà, tiếp tục, đây đây là x mũ mấy X mũ 2010, 19 Nhân cho 2019, tất cả mũ 2010, 18, đấy Đấy chưa? và đương nhiên các bạn có thể rút gọn cho nhau được rút gọn cho nhau được có nghĩa là gì rút gọn thằng x này với nhau này còn sang số thì vẫn có thể để nguyên như thế cho thầy tức là bằng gì 2018 mũ 2019 giữ nguyên chia cho 2019 mũ 2018 được chưa giữ nguyên như thế nhá còn thằng này là gì đây chia cho nhau thì chắc chắn rút gọn được đi đúng không nó còn lại là một trên x được chưa và đạo hàm của một trên x thì bằng gì là bằng trừ một trên x bình đúng không đạo hàm của một trên x thì bằng bằng trừ một chia cho x bình Đấy, và đương nhiên bạn đạo hàm thằng này bây giờ các bạn tính đạo hàm tại một thì chúng ta phải tính đạo hàm thằng này đã đã đúng không? Là bằng số thì không liên quan, thằng này là bản chất của nó là một số này. Thầy có 2018 mũ 2019, tất cả mười 2019 mũ 2018. Đấy. 18 nhá. Nhân cho 1 trên cho x bình, trừ 1 trên x bình như thế này đây. Được chưa? Được chưa? Và đương nhiên đạo hàm tại 1 thì làm sao? Đạo hàm x tại 1 thì chúng ta sẽ suy ra thay x bằng 1 vào thì nó chắc chắn là đó là, là đáp án gì? Nó đáp án A à, thôi. Thực ra thì nhìn thì nó thấy khó nhưng mà khi làm rồi thì lại là gì nhỉ? Lại thấy dễ không tưởng luôn. Đúng không? thấy lại, lại dễ không tưởng luôn. Ok chưa? Là còn à, mấy câu nữa nhỉ? 5 câu nữa đúng không? Nói chung là đề này nó không sắp xếp theo trình tự từ dễ đến khó. Và thầy đã chữa các bạn là 45 câu rồi nhá. À, còn một số câu như thế này nữa thì chắc là phải để buổi sau máy thầy sắp là hết pin rồi nhá <cười> ok <cười> nói chung là cũng khá là khô máu rồi nhá à, tuần này thì ngày mai là đá bóng rồi ngày mai là việt nam bảo đá bóng đá bóng thứ năm thì cũng đá bóng thành ra chúng ta sẽ không chữa được trong uh, tuần này nữa rồi lớp vip thì vẫn học vào tối thứ tư và tối thứ sáu mất rồi nhá thôi rồi hôm nay chúng ta sẽ kết thúc đấy các bạn nhá chữa bốn năm câu rồi còn uh, mấy câu còn lại đấy nhá bạn nào muốn nhận đáp án chi tiết không nhỉ các bạn kích vào đường link phía trên thầy sẽ gửi các bạn nhá Ok, đang còn gần hơn 300 bạn xem là như thế này là ok rồi, thầy tưởng còn tầm 10 bạn chứ còn gần còn 300 bạn xem thì quá bình thường đúng không? Rồi ok, chúc các bạn ngủ ngon nhá. Thầy phải tắt máy không có là 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 máy sẽ sập nguồn ngay vào luôn các bạn. Hôm nay như thế là cũng khá là 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 ok rồi. YouTube của thầy bị, bị mất rồi các bạn. Bye bye các bạn nhé